cho tất cả mọi người nhá. Ăn cơm chưa? Hello Jack Pin, hello chị Nga nhé, hello Nga chờ em. Mọi người ăn cơm nước gì chưa? Hello Ni Ninh. Chào Nguyễn Chiến Hiệp nha. Chào Việt Nguyễn. Hiện bây giờ trên truyền hình đang có bóng đá đúng không ạ? Hôm nay trận bóng đá Ni cũng rất là thích. Hoàng Anh Gia Lai gặp câu lạc bộ Hà Nội. Trước khi nhưng mà vì đã hẹn với các bạn lên livestream vào buổi hôm nay cho nên là thôi lên này đây. Bên đây đang vui lắm anh ơi, có chuyện gì vui vậy Trương Ngọc Duẩn? trước khi vào livestream mình chia sẻ chút nhỉ. Hôm trước mình có nói là Việt Nam cần phải ra cái luật làm thế nào như thế nào mới là hàng sản xuất tại Việt Nam đúng không ạ? Mình có nói là có lẽ là cứ sản xuất trên 50% tiền ở lại Việt Nam thì nó là hàng Việt Nam. Còn mà dưới 50% thì chúng ta tùy vào mức độ mà xác định. Đúng, hôm nay ông Đô La Chùm ông ấy cũng nói về cái vụ làm thế à, gọi là hàng made made in China, made in US. Đúng ạ. Anh bị leak bị báo cáo cho nên là leak bị báo cáo nên là không không ấy được. Ok. Thì có lẽ mình bắt đầu vào chủ đề đi nhỉ. Mọi người chia sẻ livestream ra nhé. Thì như các bạn đã biết đó, thì là trong mấy ngày qua liên tiếp những cái tin rất là nóng về vấn đề Biển Đông. Và cụ thể ở đây là bãi tư chính đúng không ạ? Thực ra thì nó chưa có cái tin chính thức từ báo chính thống Việt Nam, cho nên là Lưu Ly cũng chưa có cái bình luận gì nó sâu sắc về cái vấn đề ở bãi tư chính cả. Nhưng mà chúng ta nói đến chuyện Biển Đông đi. Chúng ta nói về cái vấn đề kể cả cái Biển Đông, về cách ứng xử của người Việt Nam. Thì như các bạn đã biết đó, thì dạo gần đây đó thì là Trung Quốc đã đưa, cụ thể là hiện nay ở trên Biển Đông đấy, Trung Quốc đã đưa tàu ra ngoài bãi tư chính. Đây là một cái tàu nó khảo sát địa chất, mang cái tính chất là tàu nghiên cứu khoa học đúng không ạ? Và đi kèm theo đấy là những cái tàu hải giám của Trung Quốc. Thì chúng ta nhà nước chúng ta cũng đã đưa tàu, nghe tin đồn thôi. Cũng có thể là hôm qua Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lên tiếng, nhưng mà lên tiếng chung chung là tất cả những cái sự xâm phạm chủ quyền trên Biển Đông đều là bất hợp pháp đúng không? Yêu cầu các nước là tôn trọng chủ quyền của Việt Nam. Thì tạm thời thì chúng ta vẫn chỉ cứ nói đến ở cái dạng gọi là nếu như đó là tin thật đi đúng không ạ, và các cái báo bên kia báo phản động nên nó đưa tin nó tương đối chính xác về sự kiện đi, chúng ta cũng cứ nói về vấn đề đó. Vậy thì chúng ta xét, trước hết là chúng ta xét cái vấn đề này từ bên phía Trung Quốc. Trung Quốc đưa tàu vào vào bãi tư chính đó nó có mục đích gì? Thì tôi trong cái quan điểm của tôi đấy, Trung Quốc đưa vào nó có ba mục đích chính. Mục đích thứ nhất, Trung Quốc tiếp tục làm sao là bành trướng cái đường lưỡi bò, thực hiện hóa cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Đấy là cái mục đích đầu tiên và nó là mục đích tiên quyết. Nó muốn nói gì thì nói, đây là một cái cách mà Trung Quốc đó vẫn tiếp tục thực hiện cái chính sách đường lưỡi bò nhằm một cái mục đích, đó là độc chiếm Biển Đông. Và độc chiếm Biển Đông để làm gì? Độc chiếm Biển Đông nó có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất đó là vấn đề về hàng hải, thứ hai là tài nguyên, rồi thứ ba nó là sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc. Thì đấy đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai Trung Quốc đưa vào, tại sao đưa vào trong cái thời điểm này? Thì theo quan sát của tôi đấy, thì Trung Quốc đưa vào trong cái vấn đề này để nó đang thử, nó một là một cái liều thuốc thử thử về thái độ của Mỹ,
thử thái độ của Việt Nam và thử cả cái mối quan hệ Việt-Mỹ trên Biển Đông nữa. Đúng không ạ? Đây là mục đích thứ hai. Và có một cái mục đích thứ ba nữa. Mục đích thứ ba ở đây đây là nó khả năng theo tôi nghĩ nó chỉ là phát sinh sau này. Đó là việc tin tức. Tại sao các bạn có mà đặt câu hỏi tại sao bọn ba que, bọn bọn phản động ở nước ngoài đấy nó lại biết tin tức không? Nó lại biết về cái vấn đề ở bãi Tư Chính không? Mặc dù là Trung Quốc, báo Trung Quốc không viết, báo Việt Nam không viết và thậm chí báo phương Tây cũng không viết về cái sự kiện này. Nhưng bọn phản động lại biết để ngồi bình luận, để tung tin. Các bạn có hình dung được lý do tại sao không ạ? Thì theo tôi ấy, lý do có thể nói là dễ giải thích nhất, đó là Trung Quốc đã tuồn tin tức sang cho bọn phản động để bọn phản động ở bên kia bắt đầu sủa về nước để làm gì? Để làm mất sự đoàn kết giữa người dân và chính phủ, mất lòng tin giữa người dân và Đảng Cộng sản. Đấy là cái mục đích của nó. Vậy thì nó là ba vấn đề, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta xem Việt Nam ứng xử thế nào với ba vấn đề trên. Nếu cách ứng xử của Việt Nam như thế nào để bọn ba sọc nó vẫn cứ xuyên tạc rằng là tại sao Đảng Cộng sản không đưa lên báo chí, tại sao lại không Bộ Ngoại giao không lên tiếng, để cuối cùng rồi là có thể là sẽ bị mất biển mất đảo hoặc là một cái âm mưu bán biển bán đảo nào đó cho Trung Quốc chẳng hạn. Thế bây giờ chúng ta hãy nhìn xem tức là tại sao và các cái bước gọi là ứng phó của Việt Nam như thế nào. Đây dựa trên quan sát của chúng ta và cách suy luận. Thứ nhất là cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông thông qua cái chính sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đó. Đúng không ạ? Thì trước giờ có rất nhiều cách để ứng xử với lại cái vấn đề này. Trong các cách đó thì có những nước như Philippines kiện đường lưỡi bò để bác bỏ đường lưỡi bò. Có rất nhiều bọn ba que ba sọc thì phản đối đường lưỡi bò. Thế nhưng chung quy lại là dù có bác đơn kiện để bác bỏ nó hay là phản đối nó thì cũng hiển nhiên công nhận là có tồn tại cái đường lưỡi bò. Đây là một cái điều mà Trung Quốc nó rất muốn làm nha. Trung Quốc nó rất muốn là gì? Dù tốt hay dù xấu, thế giới vẫn phải công nhận sự tồn tại của đường lưỡi bò. Và cái này đấy, khi mà các bạn biết rằng là nếu như mà các nước cứ nhắc đi nhắc lại cái đường lưỡi bò đó thì tự nhiên là đến khi đặt lên bàn đàm phán với Trung Quốc, tức là Trung Quốc nó muốn đàm phán song phương đúng không ạ? Thì nó cũng đặt cái đường lưỡi bò lên là đây là vấn đề của đường lưỡi bò này. Đấy. Và dù muốn hay không muốn, chúng ta cũng muốn cắt cái đường lưỡi bò thì ít ra nó cũng vẫn phải thành cái đường lưỡi nợ chứ không thể nào mà cản cái đường lưỡi bò của nó được. Đúng không ạ? Và đây là một trong những cái âm mưu của bọn 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 Trung Quốc. Nói thật là Trung Quốc nó rất âm mưu là như vậy đấy. Rồi chúng ta nên nhớ một điều là cũng giống như là khi mà chúng ta ở trong cuộc sống muốn lấn chiếm sang nhà người ta chẳng hạn thì đầu tiên là cứ phải tạo ra một cái cớ để hoặc là một cái lý do nào đó để chúng ta cãi nhau và dần 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 lý do nó to lên chẳng hạn, bắt đầu là đến lúc phải dùng cái lý do đó để xử lý, bắt đầu ngồi can thiệp với nhau thì ít nhiều chúng ta vẫn phải nhường, đúng không ạ? Không thể nào mà cản nó đi được. Không có một cái hiện nay trên thế giới nó chưa có cái chúng ta nên nhớ là có tòa án gọi là quốc tế nhưng mà chưa có cái cơ quan thi hành án quốc tế thì tòa án quốc tế phán quyết thế phán quyết nữa làm được cái gì đâu. Và các bạn thấy được là mặc dù là Philippines đã bác bỏ được đường lưỡi bò đấy nhưng mà có cái bãi cạn Scangura ngay ở cạnh trước cửa nhà đấy mà nó sang nó chiếm mất thì cũng có làm gì đâu. Thì đấy đấy cho nên là cái việc là dù có nhắc đến cái đường à gọi dù có làm đơn kiện cái đường lưỡi bò hay là chúng ta phản đối cái đường lưỡi bò này chăng nữa thì vô hình chung chúng ta vẫn cứ lọt vào cái bẫy của Trung Quốc, đó là phải nhắc đến vấn đề là đường lưỡi bò. Và khi mà chúng ta có đem lên đàm phán hay là đem lên nói chuyện với nhau thì muốn cắt cái đường lưỡi bò thì nó cũng phải ra cái lưỡi lợn, nó chả mất đi đâu được. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cho nên cái việc bác bỏ hay là phản đối thì nó cũng chỉ là hạ sách thôi. Nhưng với Việt Nam chúng ta nên nhớ một điều, chúng ta không nhắc đến đường lưỡi bò. Chúng ta không nhắc. Thông qua cái sự kiện bãi Tư Chính này đó, thì khi mà Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu trước báo giới, rồi phát biểu trước cái cuộc họp báo đó, thì nói rằng là tất
cả những cái cuộc, những cái vụ mà xâm phạm vào chủ quyền vào biển đảo là thuộc biển, những cái biển đó là thuộc nằm trong cái lãnh thổ của Việt Nam, nằm trong chủ quyền của Việt Nam. Các bạn nên nhớ rằng Việt Nam không hề nhắc đến bãi Kỳ Chính, mà cũng không hề nhắc đến cái vấn đề là đảo Trường Sa hay là Hoàng Sa gì cả, mà chỉ nói đến cái vụ đó để làm gì? Chúng ta tránh nhắc đến cái từ đường lưỡi bò. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là Việt Nam đã bắt, có nghĩa là không quan tâm đến ông nói đến đường lưỡi bò lấy là việc của ông, còn đây là khu vực của chúng tôi, các ông xâm phạm là chúng tôi phải đẩy ra, chúng tôi dùng các cái lực lượng chức năng đẩy ra. Thì đó là cái việc làm đầu tiên của Việt Nam, tức là chúng ta đã không muốn mắc mưu vào cái vấn đề là biến những cái vùng không tranh chấp trở thành vùng tranh chấp để rồi bắt buộc phải đàm phán. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là vậy cái việc Việt Nam im lặng cũng như không nhắc đến bãi Tư Chính đó và việc báo chí không nhắc đến đó, nó nói lên điều gì? Thì các bạn nên nhớ một điều rằng là, nếu như mà nhà nước mà chưa nói đến ấy, có nghĩa là gì? Là nó vẫn an toàn. Tất cả vẫn còn đang nằm ở trong cái tầm gọi là cái tầm người ta gọi là cái gì? Nằm trong cái tầm kiểm soát. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Các bạn nên nhớ một điều rằng quan điểm về chủ vấn đề chủ quyền biển đảo của Việt Nam như thế nào thì đã được báo chí cũng như thế giới cũng như là Liên Hợp Quốc đã biết rõ hết. Còn tất cả những cái khu vực nào là thuộc Việt Nam quản lý, chúng ta lại nên nhớ rằng là bãi Tư Chính đó nhé, là chúng ta đang nằm trong vùng quản lý của Việt Nam nhé. Chúng ta đã có xây dựng nhà giàn này, có ba hình như ba nhà giàn DK1 ở đó và có hai ngọn hải đăng ở đó rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khu vực đó chúng ta đang quản lý rất tốt, tàu bè của các nước trên thế giới đang đi dựa vào cái ngọn hải đăng của Việt Nam và nó vẫn an toàn. Vậy tức là chúng ta đang quản lý rất tốt, thì khi mà có sự xâm phạm của Trung Quốc, chúng ta, nhà nước chúng ta không lên tiếng, có nghĩa là tất cả đang nằm kiểm soát, tức là Trung Quốc đã bị đẩy và các cơ quan chức năng vẫn nằm hoàn toàn gọi là nằm chủ tình hình. Nếu như nhà nước không lên tiếng, nó thể hiện điều đó. Có nghĩa là thường thường các bạn thấy là nhà nước lên tiếng khi nào? Thường thường khi mà gặp giặc ngoại ngoại xâm nhé, thì việc đầu tiên đấy là việc của các cơ quan chức năng, ví dụ như quân đội, ví dụ như cảnh sát, người ta sẽ xử lý. Còn nếu như xử lý không được, lúc bấy giờ mới bắt đầu hô hào toàn dân kháng chiến này nọ kia, mới cần dư luận quốc tế để bênh vực. Còn đây chúng ta vẫn coi như là cái chuyện bắt ăn cắp và xóm chẳng hạn, thì cần gì phải lên báo chí? Có nghĩa là đối với lại chính phủ Việt Nam, cái sự kiện đó nó không là cái gì cả mà phải lên báo chí. Và cái việc báo chí Việt Nam cũng như nhà nước gần như là xong cái vấn đề rồi, bắt đầu mới lên tiếng để thông báo cho mọi người biết đó. Nó còn thể hiện một cái đằng sau nữa, chút nữa mình sẽ phân tích. Nhưng tạm thời, sự im lặng của Việt Nam nó thể hiện được là gì? Là tất cả còn nằm trong vòng kiểm soát và chúng ta vẫn bảo vệ được bãi Tư Chính. Đấy là cái điều mà chúng ta dễ dàng nhận được, đúng không ạ? Chứ không phải là như cái bọn ba que ba sọc cứ nhào lên làm ảnh hưởng đến long thể của nhân dân, đúng không ạ? Bây giờ có viết báo, có viết chí lên chỉ làm cho người dân thêm lo lắng, thêm bức xúc thôi, chứ làm được gì đâu. Đằng nào thì các cơ quan chức năng như là, mà các bạn cũng biết được là Việt Nam chúng ta cũng đâu phải tay mơ đâu. Trong thời gian vừa rồi, các cái lực lượng như kiểm ngư, cảnh sát biển cũng như hải quân được đầu tư rất là nồng nhiệt rồi, và máu cái máu chiến đấu của người Việt Nam thì chưa bao giờ tắt cả, thì làm sao mà phải sợ mấy cái tàu hải giám hay là mấy cái tàu nghiên cứu khoa học, đúng không ạ? Đấy là cái lý do thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cái việc mà Trung Quốc nó đẩy tàu nghiên cứu này ra ngoài biển đấy, nó còn có một cái mục đích nữa, đó là xem thái độ của Việt Nam như thế nào, xem thái độ của Mỹ ra sao. Bởi vì các bạn biết là vừa rồi Mỹ một loạt đưa một loạt tàu sân bay đến khu vực Biển Đông để giám sát, rồi là để tuần tra Biển Đông mà. Và Quốc hội cũng như Hạ viện Mỹ đó, liên tục đưa ra những cái nghị quyết, có nghĩa là đưa ra thôi chứ chưa thông qua nhá, có nghĩa là kêu gọi trừng phạt Mỹ, kêu gọi trừng phạt Trung Quốc tại Biển Đông,
với lại cái thái độ bắt nạt các nước tiểu nhược đó, đúng không ạ? Liên tục như vậy thì bây giờ Trung Quốc nó mới đưa ra như vậy để nó thử xem nào, nó thử xem là à hiện giờ giữa Mỹ và Trung Quốc đó có cuộc chiến tranh thương mại đó, Việt Nam đang là nước hưởng lợi đó, Việt Nam và Mỹ, cái mối quan hệ Việt Nam và Mỹ đang lồng ấm đó, thì xem Việt Nam như thế nào. Đấy. Cái thằng Trung Quốc nó muốn thử thái độ của Việt Nam như nào và kể cả thái độ của Mỹ như thế nào nữa. Các bạn xem này, nó xem là thái độ của Mỹ là ông tuần tra ở đó đó, nhưng mà ông có dám động vào hay không, nó có dám động vào nó hay không, cho nên là nó mới thử, và nó thử luôn xem là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ là xem là Mỹ có cứu bồ khi bồ gặp khó hay không. Thế nhưng nó làm ở đây nó lại có một cái điểm như thế này, các bạn phải lên nhớ rằng là ở Việt Nam đã làm đã cái việc im lặng trước, báo giới im lặng cũng như chính phủ im lặng để tự giải quyết đó. Coi cái việc mà dậy sóng Biển Đông đấy nó chỉ như cái việc bắt thằng ăn cắp ở xóm thôi đấy, thì nó thể hiện nó thể hiện điều gì? Thứ nhất là đối với người dân, nó làm cho người dân chúng ta nó vẫn yên bình sống, và thể hiện với nhân dân một điều rằng biển đảo rồi là chủ quyền lãnh thổ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang giữ gìn một cách rất là nghiêm túc, kiên quyết. Đấy, sẵn sàng gọi là đổ cả máu để giữ biển đảo. Đấy là một lời tuyên thệ với nhân dân rằng nhiệm vụ của dân tộc, nhiệm vụ của nhân dân giao cho chúng tôi đã hoàn thành. Đấy là điều thứ nhất. Cái việc im lặng của báo chí, cái việc im lặng của chính phủ cho đến khi kết thúc này đó, nó còn đánh, nó còn cho Trung Quốc một cái đòn như này, và kể cả là tuyên bố với Mỹ là hiện nay Việt Nam của chúng tôi vẫn đang làm, có nghĩa là vẫn đang thể hiện rất tốt, chưa cần đến sự giúp đỡ của Mỹ. Đấy, anh Mỹ anh ấy hiện nay các bạn đã biết rằng anh Mỹ anh ấy rất muốn luồn nách vào để làm sao sẽ trở thành một cái yếu tố ở trong cái vấn đề Biển Đông, nhưng mà vì anh ấy thực ra chính anh Mỹ cũng chưa ký vào cái quy ước về biển 1982 UNCLOS, đúng không ạ? Cho nên Mỹ chả có cái cớ gì để mà xen vào chuyện Biển Đông cả, ngoài cái vấn đề đó là gì, là tự do hàng hải. Mà thực tế thì ở Biển Đông vẫn tự do hàng hải chứ có làm gì đâu, cho nên là Mỹ chưa có lý do chính đáng để vào. Mỹ rất cần một câu êu của Việt Nam là nhảy vào cuộc thôi. Thế nhưng Việt Nam đã chứng minh cho Mỹ biết được cái năng lực của mình hiện nay vẫn chưa cần. Và thực tế mà nói ấy, vấn đề Biển Đông Việt Nam cũng không cần Mỹ. Bọn ba que ba sọc, cái bọn mà tư tưởng bám rái ngoại bang đấy mà, là lúc nào cũng chỉ nghĩ là phải có Mỹ vào thì chúng ta mới dập được Trung Quốc. Không, chúng ta đã phân tích rất nhiều rồi, nếu một ngày nào đó Mỹ và Trung Quốc bắt tay với nhau thì nó lại rút Việt Nam ra, đúng không ạ? Thế cho nên là cái vấn đề đó đấy, bọn ba que nghĩ được này, người trong nước nghĩ được này, thì mấy ông cóc đế ở trên đảng, ở trên bộ chính trị không thể không nghĩ được. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ Việt Nam cũng không cần Mỹ ở trong cái vấn đề Biển Đông. Việt Nam cần Mỹ ở những cái vấn đề khác. Đúng không ạ? Thực tế đấy, có nhiều người nói rằng là trong chiến tranh thương mại này Việt Nam sẽ được lợi vài chục tỷ khi mà chúng ta xuất siêu sang Mỹ. Rồi là Mỹ sẽ giúp chúng ta ở hợp tác quân sự nọ kia. Thế nhưng đó đấy là chỉ do người dân nghĩ mà thôi. Còn người Cộng sản, Đảng Cộng sản, những ông chóp bu ở trên đấy, ông còn mưu cầu những cái điều nó cao hơn nhiều, những cái điều mà nó sâu xa hơn nữa cơ, nó cao siêu hơn nữa, chứ không phải là chỉ vài cái chục tỷ trước mắt hay là một vài cái hợp tác quân sự đâu. Tôi thì tôi biết được điều đó, thế nhưng mà tạm thời xin phép tôi không nói ra cái vấn đề đó. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta trở lại vấn đề ở bài tư chính, tức là thái độ của Mỹ, thái độ của Trung Quốc. Đó, các bạn thấy đấy, bây giờ chúng ta quay trở lại cái thái độ của Mỹ và thái độ của Trung Quốc. Vậy Trung Quốc đấy, nó rất là muốn là phải cân xem là cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ nó như thế nào. Thực ra thằng Trung Quốc nó cũng rất là khó chịu nha, nó không đéo biết được ông Việt Nam mình bây giờ là chơi với này Mỹ hay là chơi với Trung Quốc, cứ đứng ở giữa đấy, gặp ông nào cũng cười, gặp ông nào cũng bắt tay cũng nghĩ. Trong khi mà trong lúc mà mình đánh nhau với Mỹ thì nó lại đứng ở giữa hưởng lợi, mà
Bây giờ gặp nó thì nó vẫn anh em tốt, đồng chí tốt, bạn bè tốt. Sang kia gặp thằng Mỹ thì nó lại chúng ta tiếp tục nâng tầm quan hệ. Thằng Trung Quốc nó cũng tức lắm, nó cũng muốn phải xem thái độ của Việt Nam với Mỹ nó như thế nào. Nó thực sự là Việt Nam và Mỹ đã bắt tay nhau chưa, để chơi nó chưa, để nó dễ xử lý. Đúng không ạ? Giống như chúng ta thường hay nói nên là trắng thì trắng mẹ đi, đen đen bố đi, để nó biết đằng này nó cứ lậm lờ nó rất khó xử. Và chào tất cả anh em nhé. Đúng không ạ? Cho nên thằng Trung Quốc lần này nó muốn thử thì anh Việt Nam nó không cần. Bây giờ một mình tao, thứ nhất động vật vấn đề chủ quyền với người cộng sản nhé, vẫn một cái thái độ trước sau như một, rất quyết liệt, một tấc không đi một ly không rời. Đúng không ạ? Một tấc không đi một ly không rời. Đấy là động vào vấn đề chủ quyền. Người cộng sản trước giờ vẫn vậy, có Mỹ hay không có Mỹ cũng vẫn vậy. Thì đó là cái mà thái độ. Nhưng mà cái quan trọng là nó muốn đo xem là cái thái độ của Việt Nam với Mỹ nó như thế nào. Đấy, bây giờ nó động chạm đến chủ quyền Việt Nam, lấy Mỹ nợ nợ đó đó xem có thái độ gì không. Thì coi như là Việt Nam nó chưa cần, nó cũng chưa làm cho Trung Quốc hà lòng hả dạ. Đấy, các bạn thấy đó, cái việc báo chí nặng đúng không ạ, làm cho tất cả các tờ báo trên thế giới nó cũng chả ai biết đến đâu, chả nó tự nhiên tự đang là vấn đề nóng mà tự nhiên nó lại trở thành vấn đề rất nhẹ nhàng như cân đựng hộp sữa, giống như bắt thằng ăn trộm gà xóm mà thôi. Thế thành ra thằng Trung Quốc nó hơi bực chỗ này rồi nha. Thế còn đối với Mỹ, Mỹ thực ra chúng ta vẫn nói là Mỹ bây giờ rất là ưu ái Việt Nam, Mỹ muốn là giúp Việt Nam trong vấn đề này vấn đề kia, và đặc biệt ở trên vấn đề Biển Đông. Đúng không ạ? Và Mỹ đang rất cần là chờ. Ôi Mỹ ơi, wow, thế là Mỹ nó lao vào. Thế nhưng mà Việt Nam nó lại chơi cho một mình ta vẫn chiến được, chưa cần phải đến cái mức độ là phải kéo Mỹ. Bởi vì các bạn thì tôi nói với các bạn nghe điều, tôi đọc rất là nhiều các cái ở trên Facebook là trên thế giới này chỉ có Việt Nam mới hiểu Trung Quốc thôi. 4.000 năm đứng cạnh nó rồi cho nên là hiểu hết là Trung Quốc nó chơi lúc nào hiểu. Các bạn nói đúng nhưng chưa đủ. Trên thế giới này đấy, Việt Nam không chỉ hiểu thằng Trung Quốc mà còn hiểu cả thằng Mỹ cơ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đánh nhau với lại Trung Quốc 4.000 năm nhưng mà trên thế giới này cũng chả có cái nước nào đánh nhau với Mỹ 20 năm. Tôi chưa thấy một nước nào đánh nhau với Mỹ 20 năm. Đấy là còn chưa tính 10 năm mà Mỹ đứng sau Pháp nữa. Các bạn đúng không ạ? Chơi với nhau 100 năm ấy, không cần, không bằng đánh nhau một lần. Đánh nhau một lần là hiểu nhau ngay. Thế nhưng mà trên thế giới này chỉ có duy nhất Việt Nam là cận chiến với Mỹ trong vòng 20 năm. Và vì chiến đấu với Mỹ 20 năm đó rồi, nên là Mỹ như thế nào Việt Nam cũng hiểu. Chứ không chỉ là chúng ta không chỉ là hiểu Trung Quốc không đâu, mà chúng ta còn hiểu cả Mỹ nữa cơ. Cho nên là lần này đấy, mặc dù Trung Quốc nó muốn vào đó để làm gì, để thử một cái thuốc thử giữa mối quan hệ giữa Việt Nam với lại Mỹ, thì cuối cùng Mỹ cũng không được cơ hội để mà thỏa mãn vào. Mà Trung Quốc thì cũng không biết được là cái mối, không thể đo được cái nhiệt độ cái mối quan hệ Việt Nam với lại Mỹ nó là bao nhiêu. Đấy, cho nên là cái việc im ỉm và quyết liệt hết cỡ để giữ gìn cái chủ quyền tại bãi Tư Chính này đấy, đây là một cái bước đi cực kỳ hoàn hảo của người cộng sản Việt Nam. Tức là chúng ta vẫn giữ được chủ quyền mà ở đó chúng ta vẫn giữ được mình. Thường thường các bạn phải suy nghĩ rằng khi chúng ta ới Mỹ vào đúng không, chúng ta lưu loa với thế giới nên là Trung Quốc đang 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 gây sự ở khu vực bãi Tư Chính này, nó có rất nhiều cái hại. Cái hại thứ nhất của nó là gì, là biến cái khu vực bãi Tư Chính này đang là của mình đang quản lý trực tiếp ở đó với hai ngọn hải đăng, với ba nhà giàn DK1, bây giờ trở thành một khu tranh chấp. Đấy là cái duy nhất, là cái thứ nhất, tức là chúng ta rất là hại. Nó đang biến từ chủ của chúng ta, của riêng mình trở thành một cái nơi tranh chấp, để rồi đã là tranh chấp thì phải đàm phán, không đánh nhau được thì phải đàm phán, đúng không ạ? Mà đã đàm phán rồi thì không mất ít phải mất nhiều, đấy là nguyên tắc. Chả ở đâu mà đàm phán mà bắt nó lui cả, một khi nó đã tiến đến để nó giành ăn mà chúng ta phải ngồi nói chuyện với nó này là phải mất phần rồi.
nhưng chúng ta đã đẩy nó ra một cách rất êm dịu và không hề nhắc đến. Có nghĩa là cái đường lưỡi bò mày đấy là việc của mày nhắc, còn tao không nhắc, tao coi như không không biết, của tao là của tao. Ở đấy là cái mà sự im lặng và đáng kính nể của người cộng sản nó nằm ở chỗ đó. Nó không cho phép Mỹ dúng tay vào. Bởi vì tại sao các bạn nên nhớ rằng cái mà Việt Nam mưu cầu ở Mỹ đấy, nó còn cao hơn những cái một vài chục tỷ, cũng như là cái sự giúp đỡ tạm thời bây giờ. Có thể là tôi không nói ra chẳng hạn, thì đôi khi các bạn cũng nghi ngờ, không biết là ông này ông nói cái kiểu đấy là nói kiểu gì. Đúng không ạ? Tôi sợ là ví dụ khi mà tôi không nói ra chẳng hạn thì nó, nhưng mà tôi nói ra thì nó lại kiểu như là mình tiết lộ bí mật của nhà nước đấy, cho nên là không nói, các bạn tự tìm hiểu. Chúng ta nếu như gọi Mỹ đúng không ạ, chúng ta luôn loa cộng đồng thế giới giúp, Mỹ giúp chẳng hạn, Mỹ nó nhảy vào là lại phải chia phần với Mỹ đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó đó. Mỹ nó cũng muốn nhảy vào lắm, một khi mà nó đã nhảy vào giúp cái này thì ta phải giúp lo cái khác. Mà trong khi đấy, cái mục đích của chúng ta đấy, muốn đổi đấy, cái gọi là sự hữu hảo cũng như là hợp tác ở kia đấy, cái chúng ta cần đắt hơn, cái giá chúng ta đắt hơn. Cho nên đấy, khi mà ra chiến trường đấy, bí mật được mục tiêu, bí mật được mục đích mới là cao cỡ. Thì ở đây Việt Nam đã rất là làm rất tốt cái việc này đấy, là vẫn giữ được chủ quyền biển đảo, nhưng chúng ta chưa mất bất cứ đồng vốn nào, bởi vì chúng ta tự lực hết, đúng không ạ? Đấy là cái vấn đề thứ hai, tức là Trung Quốc muốn đo cái nhiệt độ, đo thái độ của Việt Nam, thì thái độ Việt Nam trước giờ vẫn vậy, người cộng sản Việt Nam mà đã động vào chủ quyền đổ bằng máu, đúng không ạ? Cái vấn đề thứ hai đấy là đo cái thái độ của Mỹ thì cũng không đo được, bởi vì Mỹ không có cơ hội. Cái vấn đề thứ ba là đo cái nhiệt độ mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thì cũng không được, bởi vì Mỹ và Việt Nam chưa hề lộ cái gì ở đây cả. Đấy, cho nên là làm thất bại cái âm mưu thứ hai của Trung Quốc. Cái thứ ba, cái này theo tôi nghĩ đấy là chắc là sau một thời gian mà có đụng độ ở ngoài biển rồi mà ở báo chí Việt Nam vẫn im lặng, nó hoàn toàn khác với cái vụ HD981 nha. Các bạn biết vụ HD981 năm 2014 thì tức là nó kéo giàn khoan đến cái khu vực mà Trung Quốc đang quản lý, tức là tạm thời Trung Quốc nó chiếm lợi thế là ở ngoài quần đảo Hoàng Sa. Mặc dù là Hoàng Sa là của chúng ta nhưng mà bây giờ Trung Quốc nó chiếm và nó đang quản lý thì bắt buộc chúng ta phải chấp nhận đó là cái khu vực phải tranh chấp. Cho nên nó kéo khu vực, kéo giàn khoan nó ra thì chúng ta bắt buộc phải lu loa lên, phải kêu gọi thế giới, phải kéo các nhà báo thế giới đến để chụp ảnh đưa tin, rồi nói với người dân biết chuẩn bị tinh thần để cho Trung Quốc bên kia biết là đấy, dân Việt Nam là vậy đó, để mà biết ứng xử. Thì đó là 2014, nó là khác. Nhưng hôm nay ở bãi tư chính là khu vực chúng ta đang quản lý, chúng ta đang làm chủ, và ở đây không có cái tranh chấp nào cả. Đây là lãnh thổ của Việt Nam, không có tranh chấp gì cả, tất cả mọi sự xâm nhập đều là bất hợp pháp. Thì đó, tức là chúng ta vẫn, lực lượng chấp pháp của chúng ta vẫn đủ sức, dẫn đến là chúng ta không cần phải lưu loa lên để cho dư luận biết, cũng không cần phải cho nhân dân phải thể hiện mình, động chạm đến long thể của nhân dân là nhân dân bất an, là đảng mất ngủ. Đấy là cái quan trọng. Thế nhưng mà Trung Quốc nó lại đi một cái nước cờ, theo tôi nghĩ đây là cái phán đoán của tôi nhé, tức là Trung Quốc nó luồn tin ra cho bọn phản động, để bọn phản động ngoài kia kích động. Nó kích động rằng là tại sao Đảng Cộng sản im rồi, hay là lại có cái sự có cái sự gọi là thỏa hiệp nào đó trên biển, đúng không ạ? Đấy, cái quan trọng ấy, nó làm cho người dân cảm thấy bức xúc, lại không hề biết cái tin tức gì mà ở ngoài kia tình hình thực địa ra sao, mà trong này thì nó cứ truyền rằng là Việt Nam đang thỏa hiệp với lại Trung Quốc, với nọ kia đang bị Trung Quốc tất cả mọi thứ. Để làm gì? Nó đẩy người dân Việt Nam và thúc vào chính phủ, thúc chính phủ là phải quyết liệt, phải mạnh tay, kể cả chiến tranh. Nhưng mà chúng ta biết là làm người lãnh đạo đâu phải là cái chuyện
nó đơn giản như vậy. Các bạn nên biết rằng là trên thế giới này bây giờ chiến tranh nó đâu phải là trò đùa đâu, đúng không ạ? Ngay kể cả Iran với Mỹ, các bạn chờ tôi chút, hơi nóng tí. Quay trở lại vấn đề, cảm ơn tất cả anh chị em, tất cả các cô chú nha. Quay trở lại vấn đề, các bạn biết rằng bây giờ trên thế giới này cái chuyện chiến tranh nó đâu phải trò đùa đâu, ngay kể cả Mỹ và Iran kìa. Hai thằng gọi là thù sâu như thế, vấn đề lớn hạt nhân như thế, đúng không ạ? Thế mà cuối cùng rồi cũng đứng vè vè nhau, thằng nào đấm trước làm bố. Đấy, Iran thì cứ lấn tới, thậm chí Iran bây giờ còn bóp mũi sờ tay Mỹ rồi. Mà Mỹ cũng đâu dám chiến tranh. Ông Donald Trump ký xong cái lại phải hủy ngay. Và cuối cùng gì? Vừa rồi các bạn có thấy điều là chính phủ Mỹ đây, gọi là Hạ viện Mỹ đấy, đúng không ạ? Quốc hội Mỹ đấy, quyết định là gì? Làm một cái, ra một cái lệnh là không cho phép Tổng thống được tự ý gọi là ký hiệp định chiến tranh nữa, đúng không ạ? Không cho Tổng thống tự ý phát động chiến tranh nữa. Để làm gì? Có rất nhiều người nói là như vậy là người ta đang thu đang gọi là chói chân chói tay ông Donald Trump cũng như chói chân chói tay Tổng thống Mỹ. Không, bây giờ phát động chiến tranh nó đã là cổ hủ rồi. Cái cách mà Quốc hội Mỹ nó làm như vậy đấy, nó đang cứu nước Mỹ đấy, nó đang cứu cái Tổng thống Mỹ đấy. Nhiều khi mà bây giờ bị thằng Iran coi nó lấn tới, nó bóp mũi sờ chân sờ tay, đúng không ạ? Nó sờ mũi sờ tay bóp mũi đấy. Thằng nào đấm trước làm bố nó vào nó bóp mũi. Anh Phú chờ em một chút, em chia sẻ xong anh lên. Nó bóp mũi sờ tay thế rồi đấy. Mà Mỹ không dám là bởi vì sao? Là bởi vì Quốc hội nó không cho tao ký. Chứ còn nếu tao ký lâu rồi, tao đập mày lâu rồi. Đúng không ạ? Mọi người có đồng ý với này như đi điểm đúng không ạ? Thực ra đang cứu nước Mỹ đó. Bây giờ chỉ cần kích động lên, chửi Tổng thống Mỹ sao hèn thế, sao đánh đi tao làm vũ khí hạt nhân đấy. Tổng thống Mỹ có cái cơ hội nói là mẹ mày nhớ đấy, bố mày bị Quốc hội nó không cho phép, chứ nếu mà Quốc hội nó cho phép á, như là trước cái ký đánh lâu rồi, đập cho mày chết lâu rồi. Đó, các bạn nên nhớ rằng chiến tranh không phải trò đùa. Thế cho nên chính phủ Việt Nam cũng như vậy, chúng ta phải khoanh gọn cái vùng tranh chấp, khoanh gọn cái vùng xung đột để làm sao vẫn tiếp tục đồng hành phát triển kinh tế. Đấy mới là thượng sách, giữ cho dân được cuộc sống bình yên, thịnh vượng, đó mới là mục đích của đảng. Thế cho nên đấy là cái vấn đề mà cái bọn ba que ba sọc kích động đấy, nó là cái bọn ăn tiền của Trung Quốc nó mới làm như vậy. Đúng không ạ? Nó nhằm, tại sao các bạn biết tại sao Trung Quốc nó rất khó chịu với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy? Tôi nói các bạn ấy, sau khi mà chúng ta thống nhất đất nước, chúng ta làm một huyền thoại trên cả cái thế giới, cả cái địa cầu, là chỉ có một mình Việt Nam đánh được Mỹ thôi. Thì thằng Trung Quốc nó đã ức rồi, nó đã ức chế rồi. Bởi vì nó là một cái ông lớn, ông kẻ khu vực này, nó là trung tâm của vũ trụ trong thời phong kiến. Mà cuối cùng rồi nó không làm được, một cái thằng gọi là ất ơ Việt Nam này làm nổi. Thế là nó cay rồi, nó đã gọi rồi. Cho nên Đặng Tiểu Bình sau khi mà tổng kết cái cuộc chiến phía Bắc, ở phía Bắc của chúng ta đó, Tập Cận Bình, xin lỗi các bạn, Đặng Tiểu Bình tổng kết cái đấy có nói một câu nha: có những vùng mà chúng ta 5 người đấu 1, có những vùng 6 đấu 1, và chúng ta đã giành thắng lợi tuyệt đối, đập tan cái huyền thoại của Việt Nam. Đấy, các bạn nên nhớ đấy, chính Đặng Tiểu Bình nói một câu là chúng ta đã đập tan cái huyền thoại của Việt Nam. Huyền thoại đây là gì? Là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thế cho nên đấy, nói ra câu đó có nghĩa là Đặng Tiểu Bình cũng đã cay ghét cái huyền thoại của Việt Nam rồi, đã trong lòng đã ức chế rồi. Nhưng mà trong cái thời kỳ phát triển hiện nay thì nếu nói về uy tín đối với nhân dân nhé, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc tuổi tí so với này Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Trung Quốc người ta phải dùng những luật pháp cực kỳ cứng rắn để mà quản lý xã hội. Là bởi vì sao? Bởi vì uy tín của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nhân dân Trung Hoa chưa đủ. Thế nhưng ở Việt Nam
uy tín của Đảng Cộng sản lên nhân dân Việt Nam là tuyệt đối, hình tượng của Bác Hồ là cực kỳ vĩ đại. Thế cho nên Trung Quốc nó cũng rất rất khó chịu và nó tìm cách chia rẽ cái uy tín, nó muốn mài bớt uy tín, chia rẽ cái tình đoàn kết giữa đảng và dân. Mà chúng ta biết được đấy, đất nước chúng ta nhỏ thì phải sử dụng đoàn kết, đúng không ạ? Đoàn kết giữa người lãnh đạo và người dân. Thế cho nên ấy, là Trung Quốc nó mới dúi cái tin tức này cho bọn Ba Sọc. Cứ bởi vì thế cho nên là báo Trung Quốc không đưa tin, báo Việt Nam không đưa tin, báo Mỹ không đưa tin, mà bọn Ba Sọc lại biết. Trong khi chúng nó suốt ngày quét tuyết kèo cào leo mà chúng nó vẫn biết. Nó bởi vì sao? Bởi vì là chúng nó được buôn tin đến. Đấy. Thế nhưng mà với một cái cách xử lý nó cực kỳ tuyệt vời của Đảng Cộng sản Việt Nam thì âm mưu này cũng lại hoàn toàn thất bại. Đúng không ạ? Và ở đây đó, người cộng sản Việt Nam họ đã xử lý vấn đề phải nói cực kỳ gọn nhẹ, chưa cần phải báo chí. Tổng kết lại chúng ta có thể thấy là gì? Tổng kết lại chúng ta thấy được là đừng bao giờ dạy người cộng sản cách yêu nước, và cũng đừng bao giờ dạy người cộng sản cách giữ chủ quyền của dân tộc. Đó là nguyên tắc đấy. Không có một đất nước nào có đủ mà tự hào so với lại người cộng sản Việt Nam cả. Chứ đừng nói đến cái bọn Ba Sọc nhá. Bọn Ba Sọc thì theo Pháp thua Nhật thì theo Nhật. Nhật bị đánh bại rồi lại theo Pháp. Pháp bị đánh bại lại theo Mỹ. Đánh Mỹ đánh bại lại đu cả. Thế mà hết ngày hôm nay lại quay đầu về dạy người cộng sản cách yêu nước, cách giữ chủ quyền dân tộc, trong khi không có cái việc Ngô Đình Diệm biếu cái đảo Ba Bình đó. Thì lấy gì cái tư cách của Trung Quốc thỏa mõm vào Đài Loan, thỏa mõm xuống Trường Sa. Không có cái trận thua bạc nhược ở quần đảo Hoàng Sa đó. Thì làm gì Trung Quốc có cái cửa đâu mà vẽ ra đường 9 đoạn mới lưỡi bò. Thế cho nên là cái bọn mà đã thua trận vong quốc đấy, mà lại hôm nay tự nhiên quay đầu về dạy người cộng sản lòng yêu nước, dạy người cộng sản về cách giữ chủ quyền dân tộc, thì nghe nó lại buồn cười. Đúng không ạ? Vậy nên tổng kết lại cái vấn đề mà tôi có thể trình bày ngày hôm nay đó là gì? Đó là sự im lặng của báo chí Việt Nam cũng như sự im lặng của chính phủ Việt Nam là sự an toàn tuyệt đối trên các cái khu vực tranh chấp mà chúng ta đang có tranh chấp. Ok, thì đấy là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mời anh Phú lên chia sẻ chút ạ. Hello, chào anh. Trai rất là dễ thương, năng lực trai đó. Anh chào mấy em chân dài chân ngắn nha. Chào mấy sói ca. Thế bây giờ mình như thế này, mình nói trước ly thế này. Phân tích về chính trị này kia là lát để mình qua bên chuyện này anh bằng tí. Bây giờ Luli nói là tuyệt vời rồi. Bây giờ mình Luli cho phép mình phân tích cái vấn đề mà trên tập trường mạng này mấy hôm nay bức xúc lắm, nhưng mà mình không. Anh nha. Sao? Bây giờ em nói thật, chúng ta gạt những cái chuyện đó sang một bên. Okay. Chúng ta cứ sống theo mình đi. Rồi. Chứ còn phân tích đi phân tích lại rồi họ cũng lại. Bây giờ sẵn là mình đang phân tích, mình đang phân tích. Đó. Thế hôm trước anh em mình mở cái Luli mở cái live đó, mấy em trong diễn đàn đồng ý không cho anh xin phân tích một tí không? Thế mà khi mà cái live bắt đầu mà ấy thì là tụi nó cắt sáng, bắt đầu nó xuyên tạc. Mà cái xuyên tạc này là thứ nhất, hiện nay mà cộng đồng mạng mà bị xáo trộn là do cái thằng Châu Quỳnh thôi, mình nói thật một câu. Cho nên các có nhiều khi các bác, các anh, các chị, các chú không có hiểu được, không có hiểu được những cái game mà của thằng Châu Quỳnh nó làm ra. Ví dụ bây giờ họ lên án Luli, họ bảo rằng bây giờ họ kết tội Luli là thằng phản động, là thằng là muốn đi nước thứ ba. Đúng không? Các bác không hiểu vấn đề mà các bác lên án người ta. Ví dụ tôi nói ví dụ Luli nha, nó đi hợp tác lao động 11 năm nay nó không về nước là cái chuyện của nó. Thí dụ bây giờ tôi hỏi làm sao nó làm trở thành phản động? Bây giờ thí dụ như cái hộ chiếu của nó là 10 năm, đúng không? Hộ chiếu mỗi người công dân Việt Nam là thời hạn là 10 năm, đúng không? Đúng không? À,
Vậy thì khi Luli bây giờ hợp tác lao động mà các bác không hiểu không biết gì cái vấn đề lao động, thí dụ bây giờ Luli đi qua Hàn Quốc đi, Luli ký hợp đồng là nhiêu, thí dụ tôi cho là 8 năm đi, phải không, 8 năm hợp đồng. Bây giờ thí dụ bây giờ Luli cố gắng làm gửi tiền về cho gia đình, xây nhà xây cửa, đây là cái chuyện của Luli. Bây giờ cái hãng xưởng nó thấy rằng à Luli làm được, và thứ nhất là người Việt Nam đi ra hải ngoại làm công nhân rất là tốt, làm rất là good, thì bây giờ cái hãng nó thấy được ok cái thằng Luli nó làm được, thì bây giờ nó vai tờ cái phạt trác, coi là nó tiếng Việt là cho gì hiểu chút, xin lỗi bà con, là tất nhiên nó ký lại cái hợp đồng thêm 8 năm nữa, đúng không? Cái đó là cái vấn đề là hợp tác lao động. Mà bây giờ các bác cứ bảo là 11 năm thằng Luli không về là nó muốn là trở thành là lưu vong rồi, nó muốn trở thành là phản động rồi để đi đứng thứ ba, các bác sao mà ấu trĩ đó, rồi các bác biến biến một thằng yêu nước trở thành một thằng phản động, đúng không? Rồi biến một thằng phản động trở thành một thằng bạn hiền của mình. Tôi thấy các bác nó ấu trĩ đến mức độ cái ấu trĩ đó nó quá thiện cận đi. Bây giờ thằng Luli nó phản động hay không á, nó vi phạm pháp luật nhà nước đó, nó là công dân Việt Nam thì đại sứ quán ở đó làm việc của nó, mà bây giờ các bác không biết cái gì hết, các bác đánh giá người ta trở thành một thằng phản động không theo ý của mấy bác là mấy bác chụp mũ người ta, mấy bác không khác gì cái đám cờ vàng hải ngoại, đúng không? Tôi nói trên cộng đồng mạng này á, nó là đa phương, nó nhiều cái trình độ, nhiều cái kiến thức. Bây giờ các bác là thí dụ như về các bác là từng làm trong tổ chức, từng là đi bộ đội hay là từng chiến đấu hay là từng cái gì sống trong một cái tổ chức, đúng không? Thì cái lý luận của bác á, bác được học về bổ túc về chính trị này kia nọ. Còn cái những có những diễn đàn nào là bà bán cá, bà bán tạp hóa, bà gánh nước mía, bà bán ở chợ, thì làm sao người ta có đủ kiến thức về vấn đề chính trị như các bác được? Thì cái vấn đề người ta lên người ta phát ngôn hay là phát biểu là việc chống cái luận điệu xuyên tạc, chống cái luận điệu xuyên tạc của những thành phần gọi là chống phá đất nước, người ta dùng cái ngôn từ gì mặc kệ, đúng không? Tại sao những cái thằng gọi là ở bên Mỹ nè, những cái thằng mà gọi là mấy bác cờ vàng đó, đủ mày sĩ quan đó, từng học Thủ Đức, từng học ở ở võ bị, tại sao cái đủ mày chúng nó vẫn dùng những cái lời thô bỉ thô tục? Mà tại sao các bác bảo rằng cái lên án là tại sao cái nhóm này là chửi là không có văn hóa, cái đi mẹ nó, những thằng phản động có văn hóa, chửi nó không có văn hóa, thế nó vô lý không? Bây giờ các bác có văn hóa, các bác về vô lý thì nó có nhiều cái vô lý lắm anh ơi, nhưng mà không để mỗi mình cứ nói qua thì họ lại nói lại hết, giờ mình không bao giờ hết được, để cho mình phải nói cho các bác hiểu. Và bây giờ các bác có văn hóa thì các bác ở cái diễn đàn của các bác, nó có bao nhiêu cái diễn đàn trên cộng đồng mạng này, đúng không? Mỗi cái phương thức đấu tranh của mỗi người, dân trí thức thì đấu tranh theo dân trí thức, mà dân hàng tôm hàng cá đồ, dân cu li như tụi tôi thì tụi tôi đồ đấu tranh theo cái vấn đề khác, nếu tôi nói. Mà khi mà cái clip đó, các bạn thấy khi cái clip trước đó trên Luli, mình có ai nói với đến đến mấy em gái không? Không bao giờ, mình nói thật không bao giờ, đúng không? Vậy mà nó cắt cái clip đó bảo rằng mình nói xấu con gì đó, con gì ở Nha Trang đó, con gì đó Nam Phi à? À không, con Nam Phi ý là con gì đó, con Thanh Quốc đó, rồi xong xã đó mình, rồi xong xã là thằng Châu Quỳnh á, nó mới lấy từng cái đoạn clip để phân tích bà mẹ mày nói thiệt á, rồi xong xã con kia bắt đầu cái nó lên mấy cái diễn đàn á, à, nó xuyên tạc rồi mấy ông ở phía Bắc á, chửi mình ở đó, mình nói thật đủ mấy ông á, chỉ làm cái để cho mình làm cái game thôi, mấy ông chả hiểu biết gì hết trên cộng đồng mạng này hết, hiểu tôi nói không? Mà tôi nói thật sự một câu, rồi xong Thanh Quốc á nó nhắn tin cho tôi, nó nói rằng là tại sao anh nói xấu em, không? Anh vô diễn đàn đó, mày bỏ diễn đàn đi, em bỏ diễn đàn đi, anh vô cho không? Mà bây giờ rồi cái ông hứa thì hứa ăn môn rồi, ông chửi mày rồi chửi anh, nhưng mà thật sự ông không biết gì hết. Nhưng mà có một cái là người ta nhận định ông được cái rằng là ổng còn lý trí, có nghĩa là ổng nói tụi bay đưa cái clip cho tao đi, tánh ông đó thì ok tốt, nhưng mà cái tánh bản tánh ông nóng tánh, hiểu không? Ổng chưa hiểu được, chỉ nghe mấy anh kia nó chọt vô thôi, hiểu không? Nhưng mà mình nhìn nhận ổng cái bản chất của ổng á, nó không có hồ đồ, nhưng mà vì cái bản tánh nó nóng nảy rồi bắt đầu nó chỉ nghe một cái mà, hiểu không? Nhưng mà sau này ở cái câu nói ông nói tụi bay đưa clip cho tao, nhưng mà thật sự đâu có cái clip nào đâu, nó cắt một khúc rồi cái thằng Châu Thanh, cái thằng Châu Quỳnh á, tôi nói thật với các bạn với lại mấy ông á, cho mấy ông cộng đồng mạng biết, cái thằng Châu Quỳnh là cái thằng núp bóng yêu nước để mà dở cái trò gọi là làm xáo trộn
tất cả anh em. Tôi nói thật. Đấy, tôi nói thật. Chúng ta phải hiểu rằng cái bản chất của mỗi người, tại sao bây giờ nó, tôi nói ví dụ nha, tại sao bây giờ nó là người yêu nước và tại sao nó không lên diễn đàn nó mở với khem. Vậy thì tôi có quyền nghi ngờ nó là thằng coi là đổi lớp, yêu nước để mà chống phá đất nước, để gây chia rẽ các diễn đàn của anh em yêu nước, đúng không? Mày không mở với khem tao ta sao biết mày, trừ cái những thằng phản động thôi, đúng không? Đúng không? Như tôi nói thí dụ như là tụi phản động, tụi là thằng A Quy ha, thằng A Quy hay là thằng Che Xanh Bùi hay là mấy thằng Bùi gì đó không biết. Thật sự là tôi nói các bạn đó, thì em biết là tụi nó về Việt Nam, tụi nó về Việt Nam hết á. Nhưng mà tại sao tụi nó giấu mặt? Như thằng Hường Lân á, nó không về Việt Nam. Nhưng mà thằng tụi tụi đó là nó đã về Việt Nam rồi, nhưng mà nó giấu mặt. Nó biết cái tình hình Việt Nam hết, nhưng mà nó vẫn xuyên tạc. Tại vì sao? Nó vô cái rôn của mình là nó chơi cái game. Ông biết tôi nói cái game là cái thời mà nó tốt mình chơi đó, Julie. Chơi cái game đúng không? Vâng, chơi fan talk. Đúng không? Đó. Tất cả cái diễn đàn bây giờ, diễn đàn của bạn bây giờ là nó lấy, nó áp dụng từ fan talk đi qua thôi. À, nó chơi cái game, nhưng mà các bác này thường thường chưa có hiểu biết gì cho nên bị dính cái game của nó hết. Chịu xong xả rồi, để mà chửi với anh em với nhau, chia rẽ lẫn nhau. Rồi các bác cái bản bằng này, quy chụp bằng nó, tại sao bằng không lên đến chính? Đúng không? Tại sao đến chính? Mỗi người có một cái hình thức suy nghĩ khác nhau, không? Người ta nín, nó có hai vấn đề, nín là sợ sệt và nín là khinh khi. Bây giờ người ta lên, bây giờ người ta không làm tăng, người ta phải đính chính. Khi mà các ông cái nguyên chụp người ta là không, tại sao không lên đính chính? Tại sao phải đính chính? Đúng không? Đúng không? Wow. Còn cái vấn đề tôi nói anh nghe. Nói chung là. Nói chung kể cả ở trên này anh Bằng là anh Bằng, anh Phú là anh Phú, chơi với em hay là tương tác với em chả biết gì với em, mà chẳng có cái tầm gì mà để ảnh hưởng với em cả. Chính nhiệm của thế. Tại sao bây giờ tôi nói tại sao là cái gì? Tại sao cái rơm của anh Bằng đông hay là tại sao không có Luli hay là kia nọ? Tại vì người ta yêu mến và người ta thích cái vấn đề đó. Đúng không? Chưa hẳn là cái vụ đâu, tôi nói thật á. Cỡ mà rồi xong xả rồi mà dìu ông lên nói chuyện. Nhờ rồi, cái công của thằng Quốc Dũng nó nói nhỏ nhẹ, nó động viên rồi thằng Abi á, nó đổi cái avatar đi mẹ thì má thật mấy ông đó, cái ấu trĩ của mấy ông mà tôi thấy nó buồn cười đến mức cái độ, nó rất là buồn cười đến mức độ. Ông hiểu tôi không? Ông hiểu tôi không? Tôi nói thật á, còn mà tôi không làm game, tôi game mà cỡ mấy ông này chết hết đi, tôi dính cái game hết là nói thật một câu, tại vì mình không thích làm game những người yêu nước hay là những các bác, những cái đem mà gọi đồng lứa tuổi với mình, anh hiểu tôi đó không? Đúng không? Khi mà các anh mà lúc nào các anh cũng mê, lúc nào mà lên trên cái gì, cái cộng đồng mạng mà các anh cứ tưởng anh Vũ có nhớ ngày xưa mà hay có anh chơi cái game mà chôn điện thoại không? Đúng. Nghĩa là ngồi đặt cầm, thằng nào giành được mic ấy, đặt laptop chôn điện thoại nữa, được, nó nhiều vấn đề lắm. Tôi nói thật á, mấy ông này mà tôi thật á, mấy ông này mà tôi làm game ông một cái là đủ, ông nào cũng chính với tôi hết, tôi nói thật các anh đó. Tôi nói thẳng luôn á. Cho nên tôi nói một ngày nào tôi kêu Thanh Quốc mở diễn đàn đi, tôi vô là tôi đối đáp với thằng Châu Quỳnh. Nhưng mà Thanh Quốc ở đâu có mở diễn đàn đâu, nó biến bàn đâu. Tại vì nó mở diễn đàn mà cái giờ tôi ngủ, mà nó mở diễn đàn là cái giờ tôi đi làm. Ông hiểu tôi nói không? Thật sự ra tôi nói ha, cái thằng Châu Quỳnh là mọi người phải cảnh giác đó. Tại sao bây giờ cộng đồng mạng bây giờ nó là chúng ta là phải bị chia rẽ lao là do thằng Châu Quỳnh. Nó lấy cái clip xong ra là ngồi nó phân tích đầy kia nó, mẹ ta phân tích cho mày là cho Quỳnh, mày là thằng phản động. Tao nói thật với mày một câu gì đó, mày là thằng phản động. Mày đổi lốt yêu nước thôi. Ủa với mày là thằng đàn ông đó là mặc váy. Lưu đi lát nữa cứ để cái clip đi cho rồi người ta lấy về rồi ta share đi. Thấy không? Ủa nhắn gửi thằng cho Quỳnh đó, mày mở diễn đàn đi cho Quỳnh, tao vô tao rồi mày tranh luận. Đấy. Ủa mày đừng có núp bóng. Mày yêu nước tại sao mày không mở, mày không mở với khem cho mọi người thấy là tao nghi ngờ một vấn đề, tao đặt vấn đề, tao nghi ngờ vấn đề đó rồi, đúng không? Rồi xong xả là đúng mê. Cứ ở ngoài nó đi diễn đàn nào nó cũng phân tích thằng Luli như thế này, thằng Luli như thế nào, đít mẹ thằng Luli như thế này, nhưng mà nó hơn mày, nó là Châu Quỳnh, nó hơn mày là tất nhiên là đủ mà nó dám mở với khem, nó hơn mày là nó đóng tiền từ thiện để mà giúp cho trẻ em nghèo ở đất nước Việt Nam, còn mày có cái gì, mày có cái gì? Còn cái vấn đề phân tích, nó ví dụ như
khi mà có người ta phân tích, ta nói chuyện nó sung lên á, nó có thể lỡ lời. Ví dụ như cái đám Bauer, đủ mình nó đi biểu tình chống là mấy ngày nhà nước của mình sang, nó bảo rằng rồi thay vì là đã cộng sản, nó bảo rằng rồi cộng sản ngu năm đấy. Rồi không lẽ là cái đám bà quen chết con này là cộng sản hay sao? Cái tụi mày ngu quá, thằng mày ngu mà mày ấu trĩ quá, mày đâu mày quy tội với người ta. Tôi nói thật, cái trở trình độ của mày kéo có cái gì hết, chẳng qua là chỉ láp láp mấy cái câu gọi là học ở trong trường này kia đó thôi. Rồi khi mà kêu mày mở bếp kem thì mày bảo rằng tôi là người đi làm việc đi, mẹ mày không để mày làm việc 24/24 sao? Mày làm việc ai cho mày lên like? Đúng không? Mày lên like tất nhiên là đủ như tao, là tao đi rửa chén nhà hàng nè, cái giờ tao nghĩ là mới lên like chứ đủ, mà cái giờ tao làm tao mới đéo được lên like nè, đúng không? Đúng không? Thì cái giờ mày lên like tất nhiên là giờ mày ngủ, mày nghĩ là tại sao mày không dám ở với kem, đúng không? Nên tôi nói quý anh, quý chị, quý bác ở cái cộng đồng mạng này phải cảnh giác thằng Châu Quỳnh, nó là một trong những thằng phản động núp bóng sự yêu nước để mà đánh lừa thôi. Tại sao thì tôi dám khẳng định, tại vì ngày xưa khi mà tôi còn làm á, là vì độ mà những cái thành phần này vui sâu leo cao, nó giả vờ để mà gọi là mà lấy lòng quần chúng nhân dân, rồi không là nó lợi dụng cái đó để mà nó làm cái công tác gọi là tình báo phản lại là cách mạng, đúng không? Các bạn đúng không? Tôi phân tích đúng không? Mày phân tích thằng Lưu Ly nó phản động, nhưng mà tất cả anh em trên cộng đồng mạng này, riêng cái vấn đề những người ở miền Nam không chấp nhận cái thằng Lưu Ly là phản động, đối với cá nhân tao không được, mà tao đánh giá thằng Châu Quỳnh là thằng phản động, đúng không? Cho nên mình mới nói rằng là trên cái diễn đàn này nó có nhiều thành phần lắm, không có bắt buộc người ta phải đi theo mình, nhưng mà cái lòng yêu nước của người ta hay là cái trách nhiệm của người ta, người ta có nói lên là được rồi. Các bạn phải bắt buộc cái là phải như vậy, như gì nó đâu phải là mang tính chất một cái tổ chức, đúng không? Đúng không? Nó đâu có mang một tổ chức, mà chừng nào mang cái tính một cái tổ chức thì nó khác. Khi anh phát biểu, khi anh là nó phải nằm ở trong cái tính cách, cái khuôn khổ của một tổ chức chính trị. Còn đây là một cái cộng đồng mạng, đúng không? Bà bán cá, trời ông lãnh là bà bán rượu thập quá ở quận 8, bà bán rau ở Hải Phòng, đúng không? Đúng cái ông rửa chén ở bên Đức, đúng mới có đéo phải bắt buộc người ta, đúng không? Đúng không nè? Thì cũng giống như kiểu là, nói thật là ví dụ khi mình vào sân bóng đá của giải chuyên nghiệp chẳng hạn thì mình phải nghe lệnh của trọng tài, đúng không? Còn đá bóng ở dưới quê cộng đồng mạng rồi giết tiền đạo bắt bóng giết rồi hôn, mấy bác kia cũng trở thành là mà thẩm phán với tòa án không đó. Tại vì sao? Tại vì các bác đủ cái đặt cái tôi nó quá lớn. Nếu mà chúng ta coi nhẹ nó, tại sao Đảng Cộng sản người ta dùng cái thuyết của Đức Phật là gì? Bi trí dũng. Tất nhiên con người ta phải đừng có sân si quá. Thì khi con người mà không có sân si á, thì cái tư tưởng con người nó mới phát triển được, nó mới dẫn đến có một cái trí đạo tốt. Rồi khi mà cái trí não nó tốt rồi, sân thông biết rồi đó, thì có người á, có dũng khí, nó mới xuất hiện đến một cái tấm lòng yêu nước. Còn các bác sân si nhiều quá, ai nói lên các bác rồi cảm thấy quan điểm các bác là cảm thấy nó khác. Chúng ta phải hiểu rằng ở đất nước chúng ta nó có bao nhiêu dân tộc, nó có bao nhiêu vùng miền. Tôi nói thí dụ bây giờ cái văn hóa của miền Bắc nó cũng không hợp với lại ở miền Nam, và miền Nam nó không hợp với miền Bắc, và miền Trung nó không hợp miền ở miền Bắc, đúng không? Và nó không hợp với Sài Gòn, tức là mỗi vùng miền. Cho nên mình không thể nào mình bắt buộc người ta phải như vậy được. Mà không khác gì các bác lên đây chống cộng rồi các bác trở thành độc tài không? Yêu nước trở thành độc tài không? Rồi các bác nói rằng là đâu mấy cái đám gì là Hà My hay là những cái người mà bên này, những cái diễn đàn này lên đấu tranh mà chửi tục hay là tới đây đi mẹ gì sao tụi nó đâu mẹ không mất dạy, tại sao mình không mất dạy tụi nó? Đánh địch mà đâu mà các bác phân ra đủ giai cấp là trí thức, với giai cấp trí thức mẹ trong cuộc giải phóng miền Nam này, tôi nói thật, kể cả những bà đủ, đi làm nông á, người ta cũng vác súng mà người ta bắn cái đồ bọn Mỹ nữa. Rồi mới đợi mấy thằng trí thức à, mấy thằng trí thức thì mẹ nó suốt ngày rồi mẹ nó đi trốn lính không, nó đi kiếm chỗ ngon không? Đúng không? Đúng không?
cái lòng yêu nước là gì? Nó xuất phát ở một cái tấm lòng yêu nước. Nó nhìn thấy mà cái ngoại bang á, nó xâm lược đất nước chúng ta. Đó mới là cái lòng yêu nước. Bởi tôi hỏi với các bác tri thức đã từng sống trong áp chiến lược không? Hay là những cái người nông dân, những cái người mà buôn thứng bán bung, họ bị là mà chế độ của Diệm như cái thiểu nó lùa vào áp chiến lược. Thì cái sự căm thù đó chính là những người yêu nước dân cao. Một cái bà đi làm ruộng và bà có 8 người con gọi là đã hy sinh, là người mẹ anh hùng. Vậy thì tôi hỏi các bác người tri thức là có bao nhiêu người đã hy sinh? Đúng không? Đúng không? Và cho nên nói thật đúng không? À, cái chuyện anh kết luận là lưu ly ký mở diễn đàn, anh em sẵn sàng ủng hộ. Đúng không? Sẵn sàng ủng hộ. Đó, anh em vẫn mở diễn đàn cho mọi người ấy chứ. Chả có gì phải sợ. Tụi mình phát biểu theo cái tư tưởng của mình. À, thực tế mà nói là em chưa là sợ, chẳng qua mấy ngày hôm qua leak của em nó bị báo cáo anh nhỉ. Mà không thể like được. Và em có mở like trên YouTube. Các người mà chữ lưu ly hay là chữ anh hay là chỉ các anh chị em ở trong cái diễn đàn này cũng mình cứ coi lên là đụng mà chó sủa chăng đi. Đó. Nó chẳng có cái gì hết. Đúng với tao thằng miền Nam nè, đúng với tao phát ngôn theo kiểu miền Nam của tao được không, dân quá miền Nam của tao được không, đúng với lát nữa thế nào mấy bác cũng đủ chụp cái clip này ra đâu mà thằng này phân biệt ra mắt tao đéo sợ luôn, nói thẳng là tao làm game luôn đó, đúng không? Và đúng với tao nói thật á, mà tôi kết luận là thằng Châu Quỳnh là cái thằng phản động á, là cái thằng gọi là phản động núp danh với là sự yêu nước, tao nói thật. Một ngày nào mà thằng Châu Quỳnh nó chưa lên like mà nó chưa mở cái khen thì tôi vẫn cho quy chụp nó là thằng phản động. Tôi chịu trách nhiệm lời nói đó. Cho nên còn mấy bác cứ hâm mà mẹ gặp nhau đâu. Thôi bây giờ gặp mẹ với nhau ở đảo Trường Sa đi. Một là đảo Trường Sa, hai là quán cà phê Trường Dài. Hai thằng uống cà phê Trường Dài rồi sống, đi về. Đó. Còn gặp nhau đảo Trường Sa thì được, mà mỗi thằng đăng ký làm anh nuôi rồi cho bộ đội lính Trường Sa 6 tháng, coi nào chịu nổi không? Đúng không? Còn chị không nổi thì ok, gặp nhau ở Sài Gòn quán cà phê Trường Dài, uống cà phê ngắm em Trường Dài đi về. Hết hận thù, hết cái gì hết, đúng không? Đừng có bao giờ mà lên cái cộng đồng mạng này mà hâm he, đúng không? Tất cả anh ở miền Bắc là cái thổ địa của anh ok, chứ còn đâu anh vào Sài Gòn là cái thổ địa của tôi chứ, đúng không? Đúng rồi, rừng nào cọp nấy chứ đâu có phải anh là chùm một cái thiên hạ đâu. Đúng không các bạn? Đúng không? Chứ nó đừng có hẹn đâu, hẹn nhau đụng mà đảo Trường Sa đi. À, một là đụng mà đăng ký làm anh nuôi đụng mà 6 tháng. Con nào chịu nổi. Hai nữa là gặp nhau đụng ở quán Sài Gòn, quán cà phê Trường Dài. Đúng không? Nó đơn giản vậy thôi. Dạ? Yeah. Chứ mày lên đây mấy bác cứ hổ báo đụng. Mày gặp tao đâu, mẹ tôi. Tao chơi hết rồi, mẹ nghe mẹ nó sốt rét. cái chiêu này đủ mà tao chơi 30 năm nay rồi, 20 năm nay rồi. Ôi, khổ quá. Nhớ ngày xưa anh em mình chơi phan thoát thì tạ thằng tận bên Hàn Quốc điện thoại của tao ở Việt Nam, tao Giải Phóng. Tại tao thấy anh em trong nước là thôi mình không chơi hay làm game nó đủ, tao mà làm game mấy ông này một cái là tao nói thật mà. Ủa má điện thoại mà không dám đặt luôn á, tao nói thật mày một câu á. Đó, nhưng mình thấy thôi, định mẹ anh em trong nước mình không thích đâu, mình không thích. Nhớ ngày xưa sống ở trong cái room của thằng Ma Cà Rồng. Bà con mẹ nó hôm nay nó cho mình lên super ad. Xong ngày mai nó lại kéo bà nó xuống mình thành mất cái super, thế là cuối cùng lại thành super kia nó xe cho. Bây giờ hỏi cái fan nó nhìn nhận này nè. Đúng mày mở diễn đàn không bao giờ mà chống đối là phân tích rồi bác tôi mấy lúc nào cũng ngồi đụng đấu đá nội bộ lẫn nhau gì mở diễn đàn làm gì rồi bảo rằng điện mẹ tại sao chúng ta không dùng trí thức, chúng ta không nói chuyện với trí thức với nó, mẹ bố thì thư mấy bác khổ ghê vậy đó. Gì mà đi đội lại đi làm đấu tranh, tôi nói thật á, đấu tranh cái gì, đâu có phải là rít tịch là lúc là chúng ta mở diễn đàn ra là chúng ta phải chửi ba que đó, cứ nhiều khi không phải là cao trào ok, mình thoải mái về tư tưởng, có nghĩa là nói được láp láp chân dài chân ngắn đúng, nó làm cho anh em nó vui diễn đàn là ok rồi, cái người miền Nam nói vậy. À, khi mà làm rồi mà khi hết giờ làm rồi là bày rượu ra đờn ca tài tử, đó là phong cách của người miền Nam, nếu tôi nói
đấy. Tao nói mời mình xuống nha. Rất là cảm ơn các bạn, cảm ơn các em chương dài. Mình lúc nào cũng thích chương dài. Ai nói như thế? Ok. À, rồi thì thôi thì thứ nhất là cái room cái live stream của mình ấy, thì mình đã nói là mình không muốn nói chuyện cãi vã hay là cái gì nữa, nên phân tích cho các bạn nghe tình hình kinh tế chính trị rồi vài cái gọi là chém gió đúng không ạ. Thì nhân tiện anh Phú anh lên rồi đó, thì nói chung là cũng làm cho mọi người tự nhiên phải đi nghe cái chuyện nội bộ. Ok, thì nãy giờ Lưu Ly nói là cái mà Việt Nam mưu cầu của Mỹ ấy, nó còn cao hơn nhiều so với vài chục tỷ USD, cũng như vài cái vấn đề gọi là ở ngoài Biển Đông, đúng không ạ? Thì thực ra Lưu Ly không muốn nói cái này, thế nhưng mà thôi thì anh Phú anh nên anh nói rồi, thì giờ Lưu Ly nói bù, đền cho các bạn nghe cho nó rõ, đã gọi là nay nói về chính trị, nói về kinh tế là phải nói về đấy, đúng không ạ? À, được rồi, bác cầm lên bù. Đáng lẽ là Lưu Ly định nói ra cái đấy cho các bạn nghe, nhưng mà bây giờ lại bác cầm lên. Hello, con chào bác. Con chào bác. Đeo tai nghe con gái. Alo, bác nghe không? Alo, bác nghe không? Bác nói thì con nghe rồi đấy, nhưng mà nó vẫn... Hello. Ok. Rồi. Được rồi bác. Ê, má mày... Vừa phải thôi nha, mày rủ má cái chân dài chân ngắn hết, rủ má tao mới có giấy phép mà rủ má tao bãi chuẩn bị rủ má rút giấy phép tao à, rủ má coi chừng đó nha. Mày vừa phải thôi nha, rủ mà vừa phải thôi, đủ má cái chân dài chân ngắn gì ông này rồi hoài đủ mẹ thiệt tình đủ má bả bà nghe được là thôi rồi đó, nghe mày vừa phải thôi, rút giấy phép ngay, rút giấy phép thuế, rồi đúng rồi lại đánh thuế 25% ngay, đánh thuế mẹ gì rút giấy phép đủ tịch thu tài sản luôn đủ má lúc đó, lúc đó là đủ má coi như là đủ má chân cẳng bó luôn á nha mày. Vừa phải cho mày, cái đó anh em mình nói nhỏ nhỏ thôi mày lê la lớn quá, đại diện la lên cộng đồng mạng mày là ghê đủ. Đồ mà tới tay bả là rồi tiêu tùng rồi, đồ phai là hấp rồi. Thì à, bác khỏe không ạ? Bác lúc này cũng khỏe, nhưng mà mày lai sớm quá, tao mới thức dậy mấy bữa trước thì tao không biết mày đâu mất tiêu rồi, tao cứ bò dậy 8-9 giờ tao mới dậy mà mày lai đâu mất. Nick của con nó bị báo cáo. Không lai được bật nick nào, không mượn được, mượn đang lai dở nó sập bực lắm. Thì tao mày lai sớm quá cho nên là gì đó tao mỗi lần tao dậy thì mày đã xong xuôi hết mẹ rồi, tao cũng lâu quá tao cũng không có thấy gặp mày. Thì thôi thì cái gì giận thì 9 bỏ làm 10, tất cả những cái sự hiểu lầm thì mình bỏ qua đi. Thì tính tao là rất ư là tao không có thích thì cái chuyện mà giống như kiểu như mà anh em mình không có đoàn kết thì làm mất được mất cái sức mạnh đoàn kết. Tính tao từ hồi nào giờ mà tao tính tao kỳ lắm luôn, mai cái chỗ nào mà gây lộn còn chữ lộn tao không có vô, tại vì vô trọng mệt mỏi quá luôn má, đâu có nói chuyện gì đâu. Cái lý tưởng của mình là chống lại cái luận điệu sỏi lá của tụi nó, mà mình vô mà thấy nó có chống mẹ đâu, nó cứ chửi hoài ở diễn đàn nào mà chửi là tao không có vô vậy đó. Khi nào hết chửi thì tao vô, tao không có khe, bởi vì tao coi Nam hoặc là Bắc cái gì cũng vậy, cũng là một nhà, nó thẳng là lý tưởng là trên hết. Đúng rồi, tao 1-2 giờ khuya tao mới ngủ được, tại vì con cái nó về rồi nó ăn nó uống, nó bắt tao phải uống vài ly rượu đỏ rồi phải quay ngồi nói chuyện, nó dắt với tôi dắt gái rồi rể rồi ôi tùm lum, nó phiền lắm. Với lại coi vậy cho tao cũng đâu bận biểu lắm chứ cũng không phải là rảnh rỗi đâu, mặc dù retire thiệt nhưng mà không phải là bận biểu gì, bận biểu là cái chỗ là có con cái ở nhà thì tao là không nói chuyện tụi bay được, nói chuyện thì nó sẽ nói ôi trời ba sao lúc nào cũng cầm nói chuyện gì trên mạng tào lao rồi kia, nó đâu có biết mẹ chính trị chính em hoặc là không có biết cái gì, bởi sao tụi nó thành Mỹ mẹ nó hết rồi, đâu phải còn người Việt Nam nữa, nên nhiều khi mình nói
còn tối tối mà thí dụ như cái còn mà cái phone mà bấm 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 mà trả lời tôi nói rượu mà nhiều khi bạn nghi nó rượu mày nói chuyện với con đào rồi cũng phiền lắm khổ về ra nhiều khi cũng thời gian thì có nhưng mà nó cũng kỳ cục lắm mình không có thể nói ra được bị gia đình con cháu rồi con gái rồi rể rồi bả nữa thì con lên lại thì bác cũng rất mừng góp phần tiếng nói cho cái cộng đồng của mình nó mạnh lên. Mình phải hiểu một cái điều này có nghĩa là càng đông càng tốt và cùng chung một chí hướng, mỗi người yêu nước một cách khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, không thể nào nói mà con nhỏ bắt cá mà chợ cộng lãnh với lại một cái thằng tiến sĩ trên hai đứa. Nhưng mà mình phải hiểu cái điều này, ngày xưa lính Mỹ hoặc lính Việt Nam Cộng Hòa sợ nhất là ba cái đám du kích. Mà du kích là gì? Du kích là những người nông dân, những người đồ thầu, hầu như là họ không không biết chữ luôn, có nghĩa là họ chỉ cần biết là đồ me, cái thằng tay mũi lõ vô là lò vô là đủ, mấy nó cứ thấy mà cầm tầm với ông vạt nhọn hoặc là trong chiếc cái gì nó chơi được là nó chơi, mà đủ mấy thằng đó đâu có học hành mẹ đâu, mà nó đã chỉ thù giặc là nó thù giặc thôi, cái đó mà đáng sợ. Còn mấy thằng mà ngồi đủ má trên của cao mang lý thuyết trên kia chính vì họ không biết chữ nên là giải truyền đơn là không có tác không có tác dụng mẹ hết, đồ má nó đồ dụng. má cứ bụp rồi bụp thôi, hiểu không? Khổ vậy cho nên là gì đó mình không 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 nói là mỗi người yêu cách một đứa khác, cái người trí thức thì truyền bá một cách văn chương lề lối rồi có ăn nói mạch lạc này kia thì những người khác có từng lớp, còn mấy hàng dân đen thì đồ má nó không cần biết, nó thấy giặt vô là nó chơi thôi. Bởi vậy ngày xưa nó có những cái giai thoại mà mình phải mình tao là lính như này còn qua mà tao không phải sợ, ví dụ như là đội quân tóc dài, ví dụ đại khái là vậy, không đại khái là vậy, những người cô thiếu nữ rồi độ tuổi đôi mươi rồi thành lập một đội quân mà đủ. Bởi vì sao họ, họ ghét giặc cho nên bị đó họ chơi thôi, nhưng mà rõ ràng họ đâu phải là người đủ mà tiến sĩ hay bác học hay là cái gì đâu, bác sĩ kỹ sư mẹ đâu, toàn là trong dân mẹ nó chân rồi. Này đừng bao giờ nói là phải nói cái này phải nói cái kia, tao cũng có lập luận mà cũng giống như thằng Phú nói là rất là chính xác, mà mình cũng không có trách những người phía 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 bạn mình, có nghĩa là những người anh em yêu nước của phía miền Bắc đừng nên mổ xẻ quá nhiều, bởi vì ai cũng có những cái lời nói lỡ lời, kể cả tao cũng vậy, nhiều khi tao xung tao chửi tao nhiều thân chửi bậy chết mẹ rồi, mày không thấy tao mất dạy chết mẹ chứ đâu có mà hên là được, không ai bắt lỗi chứ còn bắt lỗi tao tao cũng chết mẹ luôn, bởi vì ăn nói thì bốc phét rồi má, ăn nói tào lao chửi thề như sấm đồ một tùm lum tà la đừng trời, mà hên quá chưa chưa ai để ý. Với lại cũng có một cái điều này rất là quan trọng là những cái thời buổi sau này bác không có lên bài trên mạng thường xuyên, là bởi vì bác thấy lúc này không biết ai, mình không giúp đỡ ai mà tất cả đều là chơi xấu, rồi tất nhiên là làm một cái nick giả mạo tên người ta ra rồi comment đồ má, hay comment bên này cái bên A cái chạy bên kia cầm comment B cái đồ má, hay bên đồ má tại sao mày chửi tao, đồ má còn cái chửi tao cái mày đồ má ế đồ má mà chửi lộn vì một cái nick giả, mày thấy không? Có nghĩa là thành ra tôi sợ lắm, thành ra tôi sợ, mà cái đó là xảy ra rất là nhiều lần. Mày hỏi cách đây mấy bữa đó là một cái sự chứng thực mà không tin, về hỏi cái thằng gì đó thằng Trung Vũ ta vui lắm kìa, có nghĩa là đồ má cái đè nó đè đầu nít giả nó chửi riết à, mà đồ má mà cái nó chửi người ta mà người ta ngồi đang hát karaoke ta không biết mẹ trên trời mới cái đè đầu nó chửi riết thôi, đồ má cười ta cười đó. Khổ vậy thì đó đã đủ. Thành ra mình bây giờ mình phải nói cái điều này là mình ở đây có một sự hiểu lầm rất là to lớn đó, mình phải nói thẳng là như vậy, mà chẳng qua là bị chỗ là bị kẻ địch trà trộn vào đó rồi tạo ra những cái sự nghi ngờ, nói thẳng vậy. Thôi bây giờ tất cả mọi người nên nói một cách khác, tất cả mọi người đều dẹp qua những cái tôi lớn đi, chung tay lại. Mày thì có một chính kiến khác, tao có chính kiến, chẳng ai giống ai cả, nhưng mà chỉ mà thể hiện một cái lòng yêu nước vậy là quý lắm rồi. Bác lên đây bác không 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 biết nói gì, thì bây giờ bác thấy con lên like trở lại thì bác cũng vui vui, nó nói thẳng là vậy đó. Mọi người lên like đều và chống lại xung điện tạc là bác vui hết á. Với lại ngay bây giờ giờ phút này đất nước mình đang giống như con nói, cái thâm ý của thằng Mỹ là mượn tay của thằng Việt Nam là chơi thằng Trung Quốc, nhưng mà Việt Nam mình đâu có ngu, Việt Nam mình không có ngu, rõ ràng không không bao giờ bị bắt bẫy, mà không không khéo là dướng vào một cái ma trận là không bao nào rút ra được. Tại vì những cái cường quốc to đầu rượu ma mà nhát gì cấy ngày xưa, mà thì nói thiệt mày lính Mỹ ngày xưa nhát lắm, nhát lắm, nhát dữ lắm, nhát lắm, đi đến trận cũng vậy nữa, nó uống vô một cái điểm nào đó là nó lấy kêu vào nào ngọn nào phi cơ dội bom đủ má, hầu như là sang bằng vào chỗ đó từng cỏ mọc còn không được nữa, rồi bắt đầu nó mới bò vô, còn không đủ bên nào không dám vô, rồi nó vậy đó, nó sợ gì cộng cỡ vậy đó.
À, thì mình cứ hiểu là mày coi cái phim mà rồi mà gì đó đội Đúng không? Cũng chính bởi vậy nên một có một ông tướng Việt Nam Cộng Hòa đã từng nói đấy. Chính vì lính Mỹ nó làm như vậy, nó lại huấn luyện cho lính Việt Nam Cộng Hòa như vậy. thì vậy trước trước Thành khi ra ấy, ví là dụ những như lính Việt tới Nam Cộng Hòa sau sau năm 1973 đấy là không được tiếp nhiều vũ khí đạn dược nữa đấy. Là bắt đầu là quay ra là thiếu thốn. có nghĩa là ví dụ như cái mục tiêu A ra mục tiêu A sẽ kiếm cứ địa là mục tiêu A thí dụ vậy nha, là nó kêu pháo binh là Vâng. một là quanh tạc cơ rồi những cái phi cơ như F F5 rồi các cái là còn sau quanh tạc là chỗ đó nó bấy ngày hết trơn rồi bắt đầu nó mới tiến quân lên mấy Mỹ là vậy. Nhưng mà nó khổ một cái là mẹ gì cộng điểm giết mẹ luôn, đụng mục tiêu cho quanh cho đã đâu không xong đụng mới lên kiếm xác đụng kiếm đâu có mẹ đâu đụng nó đi đâu từ nào á đụng mà coi như nó quanh tạc cái rừng không đụng má khổ rồi cho nó thì là nó có một cái khác là thời thời chiến tranh thì lính Mỹ là bị mắc mưu gì cộng nhiều lắm nó mắc mưu hay lắm lấy công nhận mấy anh trai này hay chép râu chân trần mà rồi cũng rất là hay bởi vì tao là lính tao là lính năm còn qua tao không phải là tao khen nhưng mà cái điều là mình phải chấp nhận cái sự thật có nghĩa là mình thua từ thua về cái vấn đề lý tưởng là một này rồi nhân tâm là hai là tâm đã từng tự sự tôi kể rồi đó rượu má lính gì năm còn quà thì rượu đi uống nước đập bể luôn đéo cho còn lính bộ đội gì cộng á rượu má nó nuôi trong nhà rượu má nó trường bố bố con mẹ mẹ chán chết mẹ luôn còn Việt Nam thì rượu má đi tới đâu đuổi tới đó rượu má đó là dân á rượu má mà dân đó là dân nhà quê dân bằng nông dân rượu làm rẫy chứ không phải là dân rượu mà nhà cao cửa rộng mà nhà cao cửa rộng nói chung mẹ ở Sài Gòn hết rồi nó kiến thức là tụi mày kiến thức á là nó vô Sài Gòn nó ăn nó học làm bác sĩ kỹ sư là rượu má chung nó tuồn đi nước ngoài còn mấy cái thằng mà đi đánh trận là mấy cái mấy 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 là toàn là dân ấy không à thì cũng đôi lời nói với con như vậy rồi thì cũng Và hết rồi bác ắt không có gì để mà nói ok thực ra thì nói chơi chút thì con thấy là bây giờ đấy có rất nhiều những luận điểm thì chúng ta phải biết một điều là đúng là Việt Nam chúng ta bây giờ đấy nằm ở giữa giữa Mỹ và Trung Quốc nên đối xử nó phải khôn bảy khéo phần cao dứt khoát một cái sơ hở một cái sơ hở gì và đó thực nó sẽ sự gài vô liền là phải biết được cái giá mình trả nó là như thế nào và để đổi lấy cái đúng gì. rồi cái giá mà Việt Nam mình đã được hòa bình và 44 năm nay là cả một cái sự đau thương và mất mát nước mắt kể vừa nước mắt vừa máu đã đổ ra của cha ông ta giữa hai bên ở đây ta muốn nói là cái người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng là một nạn nhân rồi người lính Bắc Việt cũng là một nạn nhân mà những cái bàn tay ngoại quốc vào Việt Nam mình xâu xé mảnh đất hình chữ S mình rất là thê thảm thảm thương từ Nam cho tới phía Bắc ở ngoài Bắc thì bom rơi đạn lạc từ máy bay B-52 các cái cũng đã biết rồi còn miền Nam thì chiến tranh hàng ngày à, ok đấy bà ra thấy không ta nói trước sau con ta cũng bị mà tươi cỏ à, lặt ra rồi tỉa bông rồi tùm lum ra rồi mà nó để hồi ta làm thì nó sơ sơ vào chút xíu về chiến tranh người chiến tranh nó đã qua đi và nó đã qua đi mình lấy được cái sự hòa bình thì cái hòa bình đó đổi bằng nước mắt và máu của cha ông ta ta nói đây là kể cả hai bên luôn tại vì thường thường ở trong một vở kịch ở trong một cái gì đó thì nó có phải có vai phản diện đúng không không có gì đến như năng hòa thì không có Mỹ mà không có Mỹ thì không có gì cộng nó thẳng lại vậy mà cái đó là gì mình không có chiến tranh đó mình không chủ trương là có mà tất cả mọi giặc ngoại xâm nó vào nó mới có thì thôi bây giờ tất cả những cái chuyện đã qua cái chuyện lớn đó là chuyện lớn của lịch sử Việt Nam mình đã qua đi bây giờ Việt Nam mình hòa bình vươn ra thế giới rồi phát triển rồi bây giờ Việt Nam mình quá ư là sung sướng rồi có xe hơi nói chung là tất cả mọi hạ mạng 5G Việt Nam mình đã đang làm nói chung là rất nhiều cái hạnh phúc mà mình không thể nào mình nói được hồi xưa cách đây khoảng 10 năm 20 năm mình mơ chứ mình mơ để kịp với lại nước ngoài mình mơ mình dồn qua nước bạn hoặc là gặp Myanmar, Philippines, này, Singapore nhưng mà bây giờ tụi nó là không có cỡ với mình rồi thấy chưa mình hãnh diện chứ cái đó điều đó là mình hãnh diện chứ thì chỉ có một số người nó thấy mình như vậy thì nó càng thêm tức tối cái chuyện là cái chuyện rồi chọc máy phá rồi sọt đầu này sọt đầu kia nó muốn làm cho người Việt Nam mình te tua mà thậm chí ta đã bốt lên cái trang của
của tao ra. Cái ông Bill Clinton là năm 1994, ông đã từng nói một câu rằng chúng nó đã thất trận, chúng ta thua bại, và chúng nó đã hiện giờ đang phá hoại nước Mỹ. Các cái đó cái đời ông Bill Clinton nói sau khi mà ông ký cái hiệp định mà coi như là xóa bỏ hấp dẫn, xóa bỏ một phần chứ không phải là từ từ đó Việt Nam mình bây giờ mới. Thì thôi, bây giờ chúng ta bắt tay nhau, phải không? Rồi, ok, chúng ta dẫn bước lên đường. Đó, ok, thôi, bác chỉ có vài lời vậy. Nói chung, nói một cách cuối cùng nữa thì các anh em từ hồi xưa giờ mà những người nào hiểu lầm nhau thì nên bỏ qua, ok? Bác cũng không biết nói gì bác, tay. Rồi, ok, chào con, nha. Vâng, con cảm ơn. Anh Phú lại nên chia sẻ. Rồi, mình xin lấy lại một tí. Buồn lắm các bạn, mình này buồn. Nắng rồi, ế. Thì mình nói thế này. Bên đấy nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa bao nhiêu anh? Bên đó hả? Bên này thì nó hơi ấy lại, hôm trước cũng 40 á. Đây thì còn khoảng hai mấy. Mà là nghỉ hè ta đi chơi này. Nghỉ hè đi chơi là dám. Đúng ra hè mình về, mỗi năm hè về không mà. Nhưng mà rồi xong Tết nhưng mà thôi năm nay mình cũng về. Tết mình về mình có cơ hội lâu một chút để uống cà phê chứ dài. Bây giờ mình quay lại cái vấn đề này. Cái vấn đề mà yêu nước hay không yêu nước đó. Tất cả người Việt ai cũng yêu nước đó. Tôi nói thẳng, khi người ta đã trải qua một cuộc chiến tranh, mà thứ nhất là những người ở vùng nông thôn, họ đã trải nghiệm cái sự chiến tranh và họ bị cái chiến tranh nó tàn phá nhiều nhất, thì chính cái người ở vùng nông thôn là họ là căm thù nhất cái chiến tranh nhất. Tôi đồng ý tôi nói. Tôi nói thí dụ như bây giờ ở cái quê tôi là cái tỉnh Bình Thuận, là nói về khu Lê Hồng Phong hay là nói về là ngay chùa Cổ Thạch đó, chính là cái Bình Thạnh đó, là họ bị tàn phá, là rất nhiều nhà nào cũng phải là từ năm đứa con đi xuống hết. Còn dưới khu Lê Hồng Phong là dưới Bầu Trắng đó, các bạn nghe tôi không, là người dân người ta phải bỏ xứ bỏ làng ra đi, còn một số chứ bỏ làng bỏ xứ ra đi hết. Mà khi mà họ đi đến đâu họ cũng gây dựng cơ sở các bạn ở đó hết. Trời, các bạn thấy không? Như tôi ngày xưa tôi bắt đầu tôi vô Sài Gòn nha, khi mà tôi cũng trốn vô Sài Gòn ở cái đường Bùi Viện Yến ở ngay 151 Điện Bao Đặng á, mà trong đó là tất cả những anh em ở dưới miền Tây Bến Tre lên là toàn những con em gia đình cách mạng phải chạy trốn lên Sài Gòn, phải đi làm thuê làm mướn để mà kiếm sống, chạy trốn với sự truy sát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đâu có được đi học đâu các bạn. Cho nên các bác đừng bao giờ phân biệt rằng là phải chống cặn bằng cái trí thức. Bên người ta không có học lấy gì bằng trí thức, nhưng mà ta chống bằng cái tấm lòng. Tôi nói ví dụ như về cái một số anh em chị em ở Sài Gòn như Yến là Thảo biết, hồi xưa ở ngay đối diện là phát Trần Hưng Đạo đó, là phát Nguyễn Hảo đó, Yến đường Trần Hưng Đạo đó, nó có cái bưu điện Mỹ đó. Anh kể một số cho các bạn trẻ nghe, Luli nghe này. Hồi xưa mấy người Mỹ đó nó hay về nó uống rượu, Luli biết uống rượu nó xỉn xong xả rồi nó về nó không trả tiền xích lô. Và thời xưa Sài Gòn là còn xích lô mấy đó Luli các bạn. Mấy đứa anh ở đó mà nói ra tập trung ở đó rồi mới xuống, mà nó không trả tiền là mấy thằng anh nhào vô quýnh xong chạy, rồi thậm chí nó về đâu nó dắt gái về nó chơi xong xả rồi mày tới mày nó không trả tiền. Má sáng nó không trả tiền mà đứng khóc, nhiều khi nó còn lấy quần áo nữa. Đúng rồi, tụi anh canh nó, tụi nó ra tối là canh tụi nó ra là chụp đánh xong rồi bỏ chạy, không rồi quân cảnh cảnh sát tới nó hốt mình. Vậy thì có yêu nước không? Yêu nước quá chứ. Vậy thì những cái thằng trí thức lúc đó đang ở đâu? Mà bây giờ lên trên cộng đồng mạng này đúng không? Nó bảo là phải chống cộng theo có trí thức. Mẹ nó. Nó thấy tôi nói không? Không? Quan điểm của mỗi người. Thì nhưng mà mình đừng bao giờ mà đặt cái vấn đề đó. Đúng không? Rồi sống xả rồi chỉ lợi dụng người ta nói một cái sơ hở là cái gì bắt đầu bóc ra từng bản phân tích. Để mà thằng nào phân tích được. Cái phân tích tùy theo mình phân tích về cái hướng tích cực hay là hướng tiêu cực. Đúng không? Mà những cái thằng phản động á, lúc nào nó phải phân tích về vấn đề đi theo cái hướng tiêu cực hết. Như cái thằng Châu Quỳnh. Cái thằng Châu Quỳnh nó phân tích là đi theo cái hướng phản động hết. Đúng không? Chúng nó phân tích từ thằng Luri trở thành một thằng phản động, muốn trốn lại nước thứ ba. Đúng không? Nó phân tích kiểu đó là được mà. Thấy không? Đúng mày ngu. Nó ngu, nó vừa ngu mà nó vừa đủ. Mày muốn thể hiện. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ đi. Bây giờ thằng A Quy đi, được mà nó về tới Việt Nam, bây giờ cho biết mặt với rồi nó về tới Việt Nam đi.
đúng, bây giờ gặp nó ngoài đường, anh em chúng ta thấy nó thì cao lắm, tới bọc nó bọc tay cứ giết nó được không? Anh giết nó là anh vi phạm về vấn đề luật pháp. Còn nó vi phạm những cái gì đó, nó chống phá đất nước là có nhà nước họ giải quyết nó. Chứ chúng ta không có quyền giết chết nó. Đúng không? Cái đó chính xác còn gì nữa? Đúng không? Và bây giờ vi phạm pháp luật thì phải để pháp luật nó xử lý. Còn bây giờ tôi nói thí dụ bây giờ lưu ly đi, tụi mấy ông chả biết con ta như thế nào, nó cứ bảo là đu quan này nó muốn phản động rồi xong xã là nó muốn đi nước thứ ba rồi, nó phân tích cái kiểu đó, phân tích cái kiểu mà đụng mà dồn người ta vào vào một vấn đề là trở thành phản động. Mà mấy bác bảo rằng là gọi là trí thức với bà yêu nước, yêu nước cái gì? Đúng không? Cho nên tôi nói cái chuyện nó họ nói mà mình cũng chẳng thể nào bịt được anh ơi. Không, mình phải nói hôm nay mình phải nói mình, tại vì mình không cứ nói trên cái diễn đàn anh Bằng là không, rồi nó chụp mũ là nó bảo là anh Bằng xúi dục hay là này kia cái đó. Anh hiểu tôi nói. Còn ví dụ như những anh em Việt kiều họ về, thì tôi nói những anh em Việt kiều họ về, đa số họ về ở trong miền Nam sân bay Tân Nhất. Thì bây giờ họ đến với anh em trong cái tình cảm những người ngoài nước và những người trong nước. Đúng không? Với lại họ thích gặp ai là việc quyền những của họ. Người anh Phú về nước anh Phú gặp ai là quyền của anh Phú. Như tôi thí dụ như tôi về được mà tôi không thích uống rượu mà tôi thích đi cà phê chân dài làm sao? Không bắt buộc tôi sao được cái chuyện đó. Đúng không? Có thể là bảo rằng đừng phải ông này đâu, ông vô đạo đức này kia, mấy cái chuyện đó là chuyện cá nhân của tôi, đúng không? Làm sao mình có cái tư cách gì mà mình dạy người ta? Ở cái cộng đồng nhỏ, cái cộng đồng mạng là mình là chỉ coi là mình là một thành viên thôi, là một hạt cát thôi, một viên gạch thôi. Chứ đừng có cho mình là đúng không, vĩ đại, một cái ngôi sao trên trời, đúng không? Cái chuyện ví dụ bây giờ thằng Lưu Ly đi, hay là tôi đi cá nhân đi, hay là ai cá nhân đâu mà cái lo Bằng ra chửi người ta, mình cảm thấy mình cái Bằng cũng là anh em bạn bè với nhau là trong cái diễn đàn thôi, mà mình bức xúc ở cái chuyện gọi là cái chuyện phi lý cái chỗ đó, chẳng qua là đụng với tụi này nó đánh phá cái diễn đàn của ông Bằng. Hiểu tôi nói không? Mày ở trên cái diễn đàn này mà bảo đụng mày, tại sao đụng mày ông cũng lên ông xin lỗi ông đính chính đến cái đầu bùi, tôi xin lỗi bà con nha. Đó. Tại sao ta phải đến chính? Tại sao ta xin lỗi? Đúng không? Đúng không? Thôi cái chuyện đấy họ quyền họ thích nói gì họ nói mà anh. Em cũng không thích nói qua nói lại về vấn đề đấy, nó sâu quá. Mình chỉ nói một lần một lần để cho, tại vì chờ Lưu Ly lên để mình mượn diễn đàn. Em không có tin đâu. Bây giờ anh có nói đây, tí nữa họ lại lên họ nói vài cái này nữa về cái câu nói này của anh. Mình coi mấy coi ông đó là không có đảo, mình nói thẳng. Anh em khác không dám nói, với anh em hải ngoại khác không dám nói, với mình là cái mấy đó chỉ bình thường thôi. Mình là thằng đủ mới từng đi đấu tranh mà. Không? Đủ mới từng đủ mới trong cái thời Việt Nam qua đủ mới từng giác đủ mấy những cái tài liệu gọi là tham nhũng của chế độ Thiệu đủ mới bị đánh tầm giặc, bị bỏ tù đập giặc mà đâu sợ đâu mấy chuyện đó đâu. Không? Xã hội là cần phải có những con người như vậy. Đúng không? Mà không nói thì là quê nó bảo rằng thế này thế nọ, nó dư Bằng đéo nói định phải thì nó là chửi ông Bằng, không nói nó không chửi ông Bằng, mà nói thì nó không chửi, không thú gì đâu, đủ mà ta làm game đó, nói chung là ta làm game đó cho mấy bác chửi đi. Đúng không? Mấy bác nào hẹn đủ, nhiều khi mấy bác hẹn đủ má gặp rồi gặp làm gì, gặp để làm gì đây, khổ vậy đó đủ. Má không biết gặp làm gì nữa. Chắc hậu mà hai thằng BD rủ nhau vô khách sạn quá. Đúng không? Đúng không? Mình chỉ nói ở cái địa góc độ để cho là các anh em hiểu nhau. Tại sao chúng ta không đoàn kết? Ai cũng nói đoàn kết nhưng mà thấy rằng không ai đoàn kết. Thí dụ bây giờ tôi nói những anh em mà phía trong Nam đi. À, như con Hà My hay là những con gì đó, anh em cũng khuyên, mình cũng từng khuyên Hà My rồi, thôi bỏ đi em đừng nói nữa, chị em với nhau thôi. À, mình là chị em ở trong nước nhau, có nhiều khi người ta chơi mất đi cái bình tĩnh. Tôi chỉ khuyến cáo ở chỗ này nè,
bây giờ mình bây giờ mấy chị em ở trong nước nha, hay là anh em trong nước nha, bây giờ người ở Nha Trang, người ở Ban Thuột, người ở Hà Nội, người ở Sài Gòn, đúng mà chửi nhau, ham he với nhau, mình lỡ khi mà mình ra đường mình gặp nhau rồi làm sao, đúng không? Rồi khi mà mình gặp nhau rồi mà mình không control được á, là nó xảy ra tất nhiên là xô xát, tất nhiên là mình đã vi phạm pháp luật rồi, đúng không? Đúng không? Cho nên những cái gì đó mình Vâng. thôi, mình chửi người ta một lần ok được rồi, mình không cần phải đủ má như thằng Châu Quỳnh nó đủ má nó đi diễn đàn nào nó cũng đủ mà bôi xấu người ta, đủ mấy một thằng đàn ông kia cũng vậy, có ai không, có khi nào anh em mình mà lên đủ mà bôi xấu đứa này đứa nọ không bao giờ, mình nói thật một thằng đàn ông là phải bảo vệ người phụ nữ, đúng không? Dù cho người phụ nữ đi có gì chăng nữa mình phải bảo vệ người ta, đúng không? Đủ má con cái thằng Châu Quỳnh, thằng này nó mặc váy chứ không phải là đàn bà, tôi nói thẳng nó đi nó phân tích người ta đủ, mà phân tích cả cái quần ship clip của Hà My nó đủ má thằng ông kia đó, chắc đủ mà chưa giờ hồi xưa giờ nó đéo có nó thấy cái quần ship clip rồi mà rheumatic như vậy, đúng không? Đúng không? Không, mình nói một lần này thôi, đu đi cái để cái clip đó đi đủ, mày để cho mấy ổng lấy về đi. Đó, còn thằng Châu Quỳnh mày muốn phân tích á, đủ qua mày mở diễn đàn đi, mày mở diễn đàn đi, tao vô là mày, tao vô là mày, tao phân tích cho mày coi, tao phân tích mày từ một thằng phản động luôn nữa, mà phản động cực phản động nữa chứ không phải là cỡ phản động như thằng A Quy đâu. Đủ, mày nếu mà mày phân tích, đúng không? Mình là đàn ông, ok mấy em mấy út nó làm thì nó làm, mình cứ khuyên được tụi nó, không lẽ tao khuyên rồi xong tao lên diễn đàn tao khuyên tụi nó rồi hay sao, đúng không? Cái người lớn á, cái người biết chuyện á, người ta khuyên nhỏ nhẹ cái gì đó để cho cái người mà người ta tiếp thu được những cái lời khuyên của mình, đó mới là cái giá trị về cái đề nhân bản, không mới chứ còn đây mà thằng đàn ông mà lên lúc nào cũng bôi xấu người phụ nữ, mẹ bảo đằng yêu nước yêu cái đéo gì kiểu đó, đúng không các bạn? Đúng, mà trong khi cái mặt nó không đưa ra, tôi nghĩ cái mặt thằng này đụng mà bị vợ nó, thằng Châu Hoàng chắc đụng, thằng Châu Quỳnh chắc nó vợ nó bị tạt axit nên đụng mà nó rất là xấu, nó ganh tị, nó ganh tị cỡ mà đẹp trai mà sói ca với anh Vũ, đúng không? Tên già thiệt nhưng mà nó tự nhiên á, đúng không? Anh Vũ tụi mày coi những thằng anh Vũ á, tụi mày nhìn qua mấy em thấy anh Vũ già chứ mà ra ngoài là nói thật mày, anh Vũ không có già đâu, nó thẳng luôn một câu đó, rất là tự tin, dân thành phố Hồ Chí Minh thì rất là tự tin, nó thật một câu gì đó, đâu gặp ở ngoài là nó bảo đảm là thanh niên nhiều khi không đọ sức được đâu, nó thật mà, tôi rất là man nha, đấy, cho nên tại sao anh Phú vô vô cà phê chương trình, cho nên tại sao anh Phú vô cà giờ phê lấy sao chương cắt cái đầu trình gối ra không còn tí máu nào mà vẫn còn vỗ ngực đẹp trai trời ơi, mày tự tin. Trời ơi, nói thiệt mày thằng Trung Vũ nó gặp tao ngoài mà nó còn giật mình mà đủ vô cà phê mà biết không, mày sáu em ngồi xung quanh thằng Trung Vũ nói đủ trời chú Phú thôi mày được kêu bằng chú, mày kêu bằng anh đi Trung nữa được kêu bằng chú, mấy nhỏ này mới có 19 22 tuổi mà nó kêu tao bằng anh mày kêu tao bằng chú chết mẹ rồi à, xóa bỏ làng ranh đó. Phải tự tin chứ, trời ơi, đàn ông thành phố Hồ Chí Minh mà quận 1 nữa đúng mà phải biết mà phải không, tao đâu giờ tao lấy mác Việt Kiều đâu, đúng tao lấy Hồ Chí Minh City quận 1 thôi đúng không, Hồ Chí Minh City tiểu bang quận 1 đấy, đúng nó phải là như vậy mới được, tao để tao đó tao nghĩ là thằng Châu Quỳnh nó rất là xấu, nó vừa xấu mà nó vừa nghèo cho nên nó mới đủ mặc cảm tự ti chỉ là các anh em tụi mày diễn đàn của bằng nghiệp đấy, tao nói thật tao khẳng định một câu là chứ cái thằng mà đụng nó mà đẹp trai mà nó đụng nhà bốn tấm như Duy Nguyễn thì đụng lúc nào nó cũng mở đụng với khem để nó show off đó. Ê, hiểu tao nói không đấy, cái đó là tao phân tích cái sự thật nó vậy đó, đụng tao bảo đảm thằng này nó rất là mặt rỗ, nó mặt rỗ chắc đụng qua thằng này cũng bị đụng qua phụ nữ nó chém nhiều lần rồi, đó là ta phân tích theo kiểu đó rồi mày tiêu cực mà như nó đi phân tích mày hay là phân tích người khác rồi đó, đúng không, để cho nó thấy được khi mà người ta xúc phạm đến nó thì nó cảm thấy cái cảm giác nó như thế nào, đúng không các bạn, đúng không, chứ mà nó mà đẹp trai cỡ như chú Phú đủ mà hay là cỡ như đủ Luli thì mẹ bao giờ nó mở cái khem à, hay là nhà bốn tấm mà đủ lúc nào nó mở cái khem đủ nhà anh như thế này nhà anh như thế kia, còn này đủ mà nó vừa xấu trai mà nó vừa nghèo nữa thì đủ mà nó mới tắt cái khem rồi xong xả rồi nó đi đủ mà chỉ trích nó đi đủ mà đánh phá những cái thằng mà đẹp trai như tao, đúng không?
Đúng không? Cái chuyện rõ ràng, cái chuyện là rõ ràng. Cho nên cuộc đời của nó chưa biết cái quần slip mà đủ mới có đen. Cho nên đủ má nó cứ lấy cái quần slip đủ má của Hà My ra đủ má đi phân tích. Ông mà luôn lấy biết cái thời gian mà chơi ba thốt mấy em bên Mỹ mà đủ mà cái loại mà nó mua hồi xưa ở Việt Nam mà chưa có visa card mà mua đồ là phải có visa card đủ mà tao mua đồ tao tặng cho mấy bên Mỹ. Ngày xưa con ngày xưa em sơn nick nên là cũng không có visa card là không sơn nó được. Tao sơn nick lại phải nhờ đấy. Tao sơn nick cho mấy em Việt Nam, tao thấy mấy em nào Việt Nam mà lên mà đẹp đẹp hồi xưa mấy em mà nick đen phải không? Mình quay lại chút xíu mấy em nick đen mà hay vô mấy cái room mà karaoke, mấy room nghe nhạc không á, thấy tội không? Bị tụi nó nghĩ lại mới cay, nghĩ lại mới cay ngày xưa. Mà lick lick màu xanh có 39,9 USD một một năm đúng không? Đúng rồi, biết cái thời mà tao chơi bên má, cái thời tao chơi bên thoát không biết một tháng mà tốn bao nhiêu tiền xưng đích đâu. Rồi xong xả rồi cho mấy con mày gọi là đĩ ngựa đĩ chó nó vui thôi nha. Mấy em mà bên Mỹ đủ mà sinh nhật anh ơi, đủ sinh nhật của em đủ mà đồ quần lót mà đồ lót mà Victoria mà biết nhiêu đủ mà khoảng 300 đô đủ một bộ. Ok đủ mấy tao mua tao tặng luôn. Cái chuyện đó bình thường thôi, đủ mình nói gì chứ đủ. Ai cho mình vừa đạo đức chứ đủ, đó cái chuyện bình thường, mày có tiền là có quyền nói như Duy Nguyễn đó, đúng phải đàn ông thanh niên đó. Mình độc thân thoải mái mà nó tao nói thật em làm vậy đủ mà nói thật mấy em bên Mỹ nói thật mấy hồi đó mình chơi mà biết quá nhiều đủ mà thích ok đủ, em thích rồi lấy cái catalog đồ Victoria ra em thích đồ đồ lót màu gì ren gì đồ mà có đủ giá 150 đô không có 300 đô không có rồi, ok em thích ok em cứ mua đi mặc rồi mà cho anh coi anh đụng xem rồi coi cái hộp em không bình thường thôi nhưng mà mình chơi làm sao mình phải có đẳng cấp đúng không chứ còn đúng mẹ nhìn đi lấy cái quần lót của đàn bà lên rồi xong rồi đúng mẹ bắt đầu phân tích như thế này phân tích như thế đó mà mẹ thằng cháu Quỳnh cái thằng đó nó nghèo vì cái chỗ nó nghèo nên nó mới mặc cảm nó thật sự phải để những thằng nghèo này những thằng mặc cảm rồi từ đó mới lên được qua bắt đầu là xuyên tạc để chống phá nha để thể hiện mình là đủ có người rồi có người trí thức ở trên cái cộng đồng mạng này đó, mày trí thức cái đủ mày giỏi mày ôn cái khen lên đi đủ mày cái căn nhà này bao nhiêu mày ôn cái vết khen của mày có đẹp trai bằng tao hay không. Tao là sáng 7 tuổi rồi tao tự nhiên nó rất đẹp trai. Tao nói thẳng một câu luôn gì đó. Đấy. Mày cứ đẩy nguyên cái clip này đi. Cho nên mình khuyên các bác đó. Trước rồi em có thể xóa đâu. Lúc trước là bị đánh sập và like đâm là mới bị mất chứ em có thể xóa đâu. Nay chả là xóa phản động nó mà phản động đẹp đó. Mình rất là đẹp trai nha các bạn nhìn có khen mà thấy mình già chứ tại mình đang đi làm trong bếp còn về Việt Nam là các bác thấy mình đẹp trai luôn đi tao nói thật mà thằng chung chủ nó hết hầu mấy em gặp tao Việt Nam giật mình liền trời ơi tưởng anh đùng anh mới có 45 tuổi à giờ anh 76 tuổi anh 8 tuổi rất là phong độ nó thật mà nó phong lớn. Không nói thiệt dù sao mình cũng dân thành phố mà sống từ nhỏ lớn lên thành phố mà hồi xưa học chung trường là Yến nè học Trần Đạo nè Trần Đạo Quốc Bình đó nói mình nói thiệt dân miền Nam là ăn ngay nói thẳng thôi chả có gì mà cũng phải sợ có người mà giả danh mà đạo đức cái con người đó phi đạo đức con người mà cho tự cho mình làm cái gì là bản chất của những người đó nó chân thật nó thẳng một câu gì đó. Đó tại sao anh Phú đùa nó thật cái tại sao anh Phú đùa mà nhiều nhiều ghệ nó thẳng luôn câu luôn mà tại sao anh Phú nhiều ghệ nhiều đàn ủa hả rất là nhiều tại vì mình chơi có đẳng cấp Lui tại vì mình chơi có đẳng cấp chơi có nhân bản hiểu nó bên từ để cho em xô hàng thì em xô ốp của em nhé. Dưới này có bao nhiêu là ghẹ của Lưu Ly là bấm số 1 cho xin cái mà các chị em nào là ghẹ của Lưu Ly này cũng như show up mới là anh Phú cái chứ không là để bây giờ một ông 67 tuổi nên đè thằng 37 tuổi nát bươm thế này à không ông gặp ở ngoài là chưa chắc Lưu Ly qua anh đâu anh nói thiệt mà đúng không lắm anh nói thiệt ôi trời tự tin như vậy đó tao nói thiệt mày chứ cỡ mà đường quận 8 mà đường Phạm Thiển đâu tao nói thật mày đó Thảo biết rồi ba hầu như ai cũng biết tao nói thật mày
cỡ mấy bà mà đừng có sồn sồn u 50 60 rồi nó thôi gian ra đi đừng mấy bà ăn chữ nó đừng ông Phú này chảnh nó không anh chảnh thiệt ông nói thiệt anh chảnh thiệt nó thẳng luôn á đi đi nhậu đi, đi nhậu lên Trung Vũ nha tao nói nghe đi nhậu lên Trung Vũ là ông Hoàng đó anh ơi kể luôn anh em kể vui luôn tôi vui diễn đàn luôn hôm qua cái mấy cái con nhỏ mà nó bán ở bên quận 7 cái quán đó đó bả theo mình không bả rủ mình về nhà nữa chứ hỏi Trung Vũ coi có bạn Trung Vũ luôn mà hỏi rồi uống rồi đó còn mấy em mà quán cà phê rồi sáu con nó ngồi nó bu rồi khổ vậy nó uống cà phê rồi lát trả tiền như gần 2 triệu uống cà phê là bên uống cà phê gần 2 triệu rồi. À, chuyện nhỏ trời ơi chuyện nhỏ đó. Mày nghĩ đi rồi má 18 20 rồi cái chân dài nó ngồi đó rồi ngồi nó hầu chuyện mình đó rồi mới thật sự mày tao còn cho nước hoa nữa mỗi em một chai Chanel đó Chanel không có lăn cơm mà, nhưng mà mình mua có 30 ml thôi bên Đức này đã bán khoảng 20-30 chai thôi đâu có gì đâu chơi với phong cách như vậy chơi mới đẳng cấp như vậy hiểu rồi nó mới gọi là chơi mày vậy cho nên tao nói mày nghe lâu lên là mọi người nghe mình ngủ mới có 7 giờ mà chưa dậy là được cái điện thoại đâu cái chục á anh ơi ra uống cà phê anh ơi ra ủng hộ tụi em anh ơi à, đâu mà chưa hỏi à mấy em ăn cái gì à, mấy em ăn cái gì cho em chưa ăn ok em nghỉ chưa chưa thay ca chưa 2 giờ thay ca đi rồi xách xe tới chở đi chở ra ngay chỗ quán cơm em ăn thích ăn cái gì à, tối em nào làm ca tối em thích mua quần áo chở ra ngay đường Nguyễn Trãi đó à, cái quán cái tiệm gì nó bán trẻ trẻ nó mua nhiều lắm mà rẻ không có bắt mày nghĩ cái đụng nó mua 4 bộ đồ bốn bộ đồ có nhiêu đâu đủ mày có 50 euro à. À cho nên dù cho mày chết đi chăng nữa nó nghe tin mày chết đủ mà nó cũng có một giọt nước mắt rồi mà thích anh Phú ở chỗ đó đúng không các bạn sống như vậy đúng không nó đấy sống phải sống như vậy đó là đẳng cấp hổ chết để lại ra đẳng cấp hổ chết để lại ra người chết thì để đẳng cấp của những thằng mà sống tại thành phố Hồ Chí Minh là phải như vậy đó, sống là phải như vậy đó, chứ còn sống mà đi mà mày mua cho người ta đủ mẹ có mấy 2-3 hộp chai thuốc rồi má rồi xong xả rồi mày bảo ta lợi dụng rồi xong xả đem lên đủ mà bắt đầu là mày chửi rủa người ta đúng không tôi nói thật một câu mà không có đàn bà nào mà đủ họ lợi dụng là đông được chỉ có thằng đàn ông mới là lợi dụng thôi mà thứ nhất là mấy thằng Việt kiều đàn đàn ông thì bao giờ thế đầu tư là mấy thằng Việt kiều thu vốn rồi bảo mày đồ bây giờ cho con ta như 200 đô la đi cho cạo lắm 200 đô la đi tụ má về ăn ở con ta cả tuần lễ cả tháng đủ mày qua Mỹ lại đủ mẹ nó lừa tôi mày hỏi lừa mày nhiêu nó lừa tôi 200 đô để mày tính đi mày ra đường mày chơi một cái nó thiệt mày một cái mấy con đứng đường á mấy con đứng đường mày tệ nhất là phải 500 ngàn rồi đúng không và cho nên đụng cái gì tôi nói nhiều thằng đụng nói thật nhiều thằng biết sao đi mua nước kho đâu dám mua nước kho mắc tiền đâu đụng nó mua cái loại bữa nay nước kho di rạng thanh hương á có 4 đồng 99 cent chai đụng bán nó về nó bảo đụng mấy nhỏ Việt Nam thích nó đụng chửi em mẹ mày cái này nó xịt vô chim nó còn không chịu nữa. Đúng không mày tưởng đâu đụng mày dân Việt Nam bây giờ đụng nó nghèo cái cổ mức độ và thập niên đụng 78-79 à bây giờ là anh ơi đụng anh về anh mua cho em một chai Chanel một Coco nha mà chứ còn Chanel phun cũng cái mùi nó cũng là không có ngon nên là phải là Coco đấy còn mà mỹ phẩm là phải đồ mascara là phải là lăn cơm đúng không đấy rồi mà trên các bác đủ mà lúc nào cũng mới lên số ớt Việt kiều là ngon đủ má mà nói về cái mặt hàng mỹ phẩm là các bác đủ mà chưa tại vì các bác nếu có bao giờ mà thằng gái mức độ là cái gì mặt hàng cao cấp đúng không đó dẫn vào shop mà thấy giá tiền nó run bố rồi. Đúng không? Ủa, tôi còn đi taxi nha, đủ cái nhiều bác á, đủ mà còn 5 ngàn đứng là lấy. Mình nó thằng câu, mình sống các câu nhân bản, mình dám đứng giữa trời đất mà nói. Thí dụ như từ ở bên quận 8 Âu Dương Đăng, mình qua bên quận 7 chạy xe, taxi nó chạy đâu nhiêu, lưu ly. Tính ra có 50 ngàn, nhiều khi ngắn quá người ta không chạy phải không? Mình biết là mình lên xe nó anh cứ chạy lát đưa, đụng 100 ngàn đưa luôn đi. Mình sống mình phải hiểu nói không lưu ly. Lúc đó mình đã từng nó thật cuộc đời của mình còn nhỏ là mình đã từng gian khổ mình sống ở Sài Gòn mình đã từng rất là gian khổ chứ mình hiểu được cái sự gian khổ vất vả của người lao động từ những con người ở đó đi lên họ mới thấu hiểu được đúng không cho nên vì cái chỗ đó mình không bao giờ mình đánh giá người phụ nữ đâu
có những người phụ nữ biết ngày xưa đụng chồng chết chặn rồi đụng người ta nuôi ba đứa con, tối người ta phải đi bán bia ôm ở dưới khu dân sinh, ở ngay cái đường nhà tôi, đường Quỳnh Văn Tiên ngày xưa đụng bao nhiêu cái quán cà phê ôm, bao nhiêu cái quán thời Việt Nam Cộng Hòa nha. Nhưng mà mình phải hiểu được cái giá trị của người ta là gì, người ta là vẫn được nuôi con, đó là người đàn bà tốt. Còn cái chuyện người ta làm cái chuyện đó là cái vấn đề đó không cần thiết, vấn đề là vì mưu sinh, vì cuộc sống xã hội nó đảo lộn, người ta mưu sinh, đúng không? Nhưng mà cái giá trị của người ta là giá trị của một người mẹ, đúng không? Cái đó nó mới nói lên cái bản chất của người phụ nữ Việt Nam, nó cao cả ở cái chỗ đó. Đủ má thằng đàn ông nó thật chứ, được mẹ ly dị vợ xong rồi đủ má còn đi thưa với thằng bác sĩ chim nói xấu vợ, đúng không? Rồi lấy về là ly dị vợ xong đi lấy con nhỏ khác, đủ má bỏ con bơ vơ. Chỉ có người đàn bà, người phụ nữ là họ là cao cả nhất, đúng không các bạn? Đấy là có cái câu chuyện, có một câu chuyện trên Fan Talk, các bọn này nói chuyện với nhau ấy, là khi một cái con khỉ ấy, một cặp khỉ mà nó đang nó bị săn ấy, là con đực nó chạy, còn con cái nó ôm con nó chạy nó sao? Tôi nói tại sao con khỉ đực nó chạy chạy đạp. Cho nên các bạn biết tại sao tôi nói thật câu tại sao tôi về mà tôi uống cà phê mà mấy nhỏ chân dài tôi cho tiền, hay là bất cứ trong quán ăn nào tôi cũng được bo nhiều hết đó. Tại sao có nhiều người họ đánh giá, họ không hiểu được hết cái bản chất của nó, đúng không? Họ đánh giá nhưng mà họ đâu có hiểu được cái đó là do cái hoàn cảnh, đúng không? Bây giờ người ta sinh ra một gia đình nghèo rồi không ăn được ăn học, bây giờ biểu người ta làm cái gì? Rồi cha mẹ dưới quê nghèo, đúng không? Đúng không? Bây giờ người ta phải người ta bán cà phê không? Người ta bán cà phê cũng đâu có phải là lại đâu, người ta đâu ăn cướp ăn trộm, người ta đâu có làm phản động đâu, người ta đâu có tham nhũng đâu, đúng không? Cái nhiều khi tại sao xã hội phải đánh giá người ta thấp như vậy? Đó. Những cái đồng tiền nó đem về nó phải nuôi cha nuôi mẹ nuôi em nó để em nó được cấp sách đến trường đi học, đúng không? Đúng không? Cho nên tôi nói tại sao những lãnh đạo đất nước của mình đi ra nước ngoài nhiều khi xin viện trợ là vay mượn tiền, thì cái bọn chống cộng nó bảo là nó sỉ nhục nó, nhưng mà tụi nó là chính là những thằng ngu. Trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa là nó là một thằng làm tay sai cho giặc, là tại vì tụi nó bản thân của tụi nó thôi. Còn những lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình, thà họ mất đi danh dự cá nhân họ, nhưng mà họ làm được những gì cho đất nước của mình, cho nhân dân của mình, khi họ mang được đồng tiền về để xây dựng đất nước, để nâng cao đời sống cho người dân, đó mới là một cái danh dự của người cộng sản. Nó khác đi những cái danh dự của cái bọn Việt Nam Cộng Hòa, nó chỉ là cá nhân thôi, đúng không các bạn? Và đúng không? Thì nó giống như kiểu nó cứ phê phán ấy, nhưng mà cái vấn đề là người ta đi xin nhưng về người ta cho dân. Đó. Còn nó các ông là xin về nhưng các ông ăn hết bà đó thì... Bây giờ tôi nói nè, giờ tôi quay ra đứng lại cái chủ đề đó là tôi nói bên bằng, nhưng mà tôi sẵn đây nói chơi luôn rồi. Bây giờ cái đất nước Đức này, giờ tôi nói đất nước Đức này, cái đất nước Việt Nam của mình, nước Đức nó thống nhất được năm 1990. Đến nay là 30 năm rồi các bạn. Nhưng mà nhìn chung lại những cái phía Tây Đức và Tây Đức nó chưa đồng bộ với nhau. Mà Tây Đức, nước Đức nó là một thằng đứng đầu của châu Âu. Nhưng mà nó chưa khôi phục lại cái nền kinh tế của Đông Đức. Tôi nói ví dụ một ổ bánh mì ở bên phía Tây Đức này nó bán 50 sen. Mà ở phía Đông Đức nó chỉ bán 30 sen thôi. Tất cả những cái gì, nhà nước liên bang nó phải trợ giá như vậy. Và tất cả những người bên Đông Đức họ phải chạy sang Tây Đức này họ sống. Nhà cửa bên Tây Đức tôi nói thật rất là rẻ, rẻ hơn cái chung cư ở bên Việt Nam mình nữa các bạn. Và nước Đức là một nước đứng đầu của khối châu Âu này. Bốt đó nha. Vậy thì chúng ta nhìn lại khi mà đất nước Việt Nam chúng ta thống nhất đất nước 44 năm nhưng mà 20 năm nó bị lệnh cấm vào. Và trong vòng hơn 20 năm nay đất nước chúng ta đã xây dựng một nền kinh tế vĩ mô như thế nào? Tôi nói thật, nhìn ở cái vùng nông thôn nó bây giờ nó trở thành là thành phố rồi. Mà trước đây tôi nói cái trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đó mà được cái sự viện trợ của Mỹ như vậy, vậy thì cái nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa nó như thế nào các bạn biết không? Đó, những cái mà ngày xưa thời Việt Nam Cộng Hòa, sau này tôi đi về lại tôi thăm tôi thấy tôi nhìn không ra được, mà tôi không nhìn ra được.
Tôi nói ví dụ nha, các bạn ngày xưa mà từ ở Nha Trang mà đổ chỗ miền Nam thì còn nhìn được, chứ khi mà các bạn qua cái đèo Cả rồi mà xuống tới Tuy Hòa, tới Tuy Hòa rồi tới là Tuy An rồi ra cho tới là gành gành đỏ rồi sông Cầu đó. Trời, tôi nói nó hoang tàn lắm các bạn, nó hoang tàn lắm. Còn nói về Quảng Ngãi, tôi nói về mộ Đức Đức Phổ, trời, tôi nói thật với các bạn, nó chưa thấy cái cảnh nào mà nó hoang tàn, nó sơ sát. Tôi nói thật, những người miền Trung cái thời điểm đó, tôi nói kể cả mà ở mộ Đức Đức Phổ này kia nọ nha, lưu ly ở sông Vệ nè, nước mắm mà ở miền Trung cỡ Phan Thiết tôi mà chở ra mắm là nó mặn nè, mà người miền Trung á họ cũng mua về họ cũng bỏ muối vô thêm, nó khổ đến mức độ đó các bạn biết. Vậy thì ngày hôm nay các bạn đi ra là chỗ đó các bạn thấy mấy người ta thấy thịt, người ta sợ, dân Việt Nam bây giờ thấy thịt là sợ. Cho nên tại sao các em Việt Nam mà rất là đẹp, cái chỗ eo thì rất là thon, mà mấy em bên Mỹ là về là phải hút mỡ bụng nè, là phải bơm ngực nè, phải sửa bụng quý nè. Tại sao? Tại vì họ thiếu rau, ăn thịt mỡ không à. Cho nên tại sao nó, cho nên mấy thím ở hải ngoại là rất là ganh tị, là mấy em ở Việt Nam ở chỗ đó, mấy em ở Việt Nam bây giờ các cháu giờ mà nó tắm trắng nè, à, rồi nó ăn rau muống rồi nó ăn rau má rồi nó ăn đủ má, ăn những cái thứ tươi không à, cái đó rất là đẹp. Nó lại ăn rau muống nên cái gì nó cũng lồi, nó ra lồi, cái gì loãng nó ra Về quê tôi mà tôm hùm bự bự là nhiêu, có 600.000 ký tôm hùm nha, ốc hương nha, đó ghẹ như ghẹ có 450.000, tôi mới thấy nó ăn hay nó ăn đồ tươi không à. Mấy bác mà Việt kiều là tôi kể cái này sự thật, ngày hôm qua tôi mới nhận được tin nha, đây là cái sự thật 100% nha, không nói dối là các bạn đâu nha. Con nhỏ con của ông nhà sầy sâm ở quê tôi á, ba nó ngày xưa là giáo sư, nhưng mà giáo sư mà làm việc cho xỉa rồi không, thì ông ở vượt biên cũng hai mấy năm mà chưa về Việt Nam. Con nhỏ con gái vừa rồi nó mới về, hiện nay nó đang ở Phan Thiết. Về xong xã biết không các bạn, nó mua đâu hai lon thuốc bổ xong nó về. Nó hồi xưa thì nó chưa về Việt Nam mà nào nó tưởng đâu Việt Nam là nghèo, cái quê tôi là nghèo biết không? Tại ngày xưa quê tôi là cái chiến tranh mà ở gần chùa Cổ Thạch Long Hương đó các bạn, ở trong cái diễn đàn của Lưu Ly là có người cùng quê luôn, Phan Thiết luôn. Nó về bắt đầu cái nó mua mấy cái bịch ni lông cái nhỏ, nó phân ra mỗi bịch 20 viên 20 viên nó tặng cho bạn. Đúng, mấy nhỏ kia té ngửa luôn, mấy nhỏ Việt Nam té ngửa luôn, mà trong khi đủ em này em lấy cái lứa tuổi của nó hả, nó đẹp, nó thật gái quê tôi giờ rất là đẹp nè. Nó đi rồi mà cứ 2 ngày nó phải đi massage, nó đi tắm trắng, nó phải đi đủ gội đầu đấy, kem chống nắng đủ, mà kem chống nắng mà nó xài kiểu Hàn Quốc là nó còn chê nha, nó phải xài lăn cơm à. Xong xả cái mấy cái này thấy vậy thôi mời nó đi đi ra nhà hàng ăn, là ăn biết sao, nó sợ mà trong túi con chịu mấy đứa ơi, đúng, mà nói trời ơi, mày đừng có lo, đủ để tụi tao lo đó. Rồi má thấy không, thấy bác gì kiều, thấy mấy bác là thấy gì kiều không đó, nó cứ tên bạn mở lại à, thôi ok mình xuống mà nói liên tiên quá và như anh Bằng mở lại lẽ ráng gặp lại mọi người qua ủng hộ anh Bằng rồi rồi đi cái mở diễn đàn anh em chào chào tất cả mọi người nhé. Rồi, rồi xuống nha. Vâng, cảm ơn anh nhé, cảm ơn tất cả mọi người.